đến với một cái chuyên mục đặt trò chuyện cùng với bác sĩ của Victoria Healthcare. Và tôi rất là vui khi được đồng hành cùng với các bạn vào ngày hôm nay là một cái ngày cuối tuần và chúng ta đang cùng nhau thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng mệt mỏi đúng không? Và các bạn đã dành thời gian để theo dõi livestream này thì chúng ta hãy kêu gọi bạn bè, người thân, gia đình của mình cùng vào theo dõi livestream. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài việc là chúng ta có thêm những cái thông tin hữu ích về những cái căn bệnh rất là quan trọng, ngoài ra thì chúng tôi còn chuẩn bị rất là nhiều những cái phần quà gửi đến cho các bạn. Nhưng mà trước khi đến với những phần quà này thì chắc hẳn là chúng ta phải biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề nào đúng không? Với một cái cuối tuần thì có lẽ là chúng ta sẽ có rất là nhiều thời gian ở bên gia đình nè, bạn bè người thân của mình để cùng nhau ăn uống, vui chơi và nhắc nhiều đến với việc ăn uống. Là bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có một cái chủ đề rất là quan trọng liên quan đến vấn đề ăn uống, không phải là chuyên khoa về ăn uống đâu nha, mà sẽ là một chuyên khoa chuyên hỗ trợ cho những cái công việc mà liên quan đến đường tiêu hóa của chúng ta, đó là chuyên khoa nội soi và tiêu hóa. Và những phần quà như lúc nãy đã nhắc đến với các bạn sẽ là gì? Chúng ta sẽ có 2 mini game. Mini game đầu tiên sẽ dành cho 30 bạn may mắn nhất. Để có thể nhận được những phần quà này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần comment tên của mình nè, comment câu hỏi dành đến cho những bác sĩ của Victoria Healthcare ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì các bạn hãy share cái livestream này để cho mọi người thân của mình đều có thể theo dõi và cùng tham gia trò chơi cùng với mình nhé. Và mini game thứ hai cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ có 2 video clip ở trong buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn hãy tập trung vào những video clip này, bởi vì lát nữa ở phía cuối chương trình sẽ có một câu hỏi và bạn nào nhanh tay trả lời đúng câu hỏi này thì sẽ nhận về được một phiếu quà tặng khám tổng quát miễn phí cao cấp tại Victoria Healthcare trị giá là 3,5 triệu lận. Còn bộ quà tặng ở mini game đầu tiên thì sẽ bao gồm 2 món quà. Thứ nhất là một túi dụng cụ sơ cấp cứu của Victoria Healthcare. Thứ hai là một phiếu khám tổng quát hoặc là nội soi tiêu hóa trị giá 500.000 đồng. Còn bây giờ, trước khi mà chúng ta gặp gỡ với những bác sĩ ngày hôm nay, xin mời các bạn sẽ cùng đón xem video đầu tiên nhé. Chào chị. Dạ, chào bác sĩ. Chị thấy trong người sao rồi? Nãy cũng hơi mệt, nhưng mà mấy cô có cho ăn bánh với uống sữa thì giờ đỡ hơn rồi. Ủa mà sao em thấy mấy chỗ khác nó nội soi đau lắm mà ở đây nó hơi khác hơn hả bác? Đúng là nội soi thông thường thì mình dùng thuốc tê á, cho nên có một số bệnh nhân họ sẽ cảm thấy khó chịu, cái cảm giác vướng hay ngẹn ở họng. Dạ. Ở đây thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân, thường thì bệnh nhân ngủ, chích thuốc ngủ hay còn gọi là tiền mê. Dạ. Thì sẽ giúp bệnh nhân đỡ khó chịu giống như trường hợp của chị. Một số trường hợp thì họ vẫn cảm nhận được họ vẫn tỉnh trong lúc soi. Dạ. Nhưng mà cái cảm giác khó chịu sẽ giảm. Dạ. Người nhà chị còn ở đây không? Có thể mời vào để nghe cái kết quả để nhớ phụ mình ấy. Nãy anh nói anh đi công chuyện xíu, xíu nữa anh mới quay lại ạ. Dạ. Thì bây giờ mình qua cái kết quả nội soi của chị nhé. Đây. Đây là cái hình nội soi chúng tôi chụp ở trong dạ dày của chị. Dạ. Nha. Cái vùng này là cái vùng giữa thực quản với dạ dày. Thì chị xem bên này thì cũng thấy cái thực quản nó sẽ nối với vùng miệng họng với lại cái dạ dày. Dạ. Thì đây là vùng nối thực quản với dạ dày. À, sao cái hình đầu tiên cái màu nó khác vậy hả bác? Cái màu xanh này là cái màu xanh của cái ánh sáng, mình dùng cái ánh sáng mức sóng ngắn. Dạ. Nó sẽ giúp mình thấy rõ phân biệt giữa cái tổn thương, bệnh và bình thường. À. Chứ không phải thực quản của chị nó màu xanh. À, dạ. Thực quản chúng ta nó sẽ có màu hồng vàng như thế này. Đây là dạ dày của chị ở phía trên. Dạ. Là vùng này. Còn vùng ở phía dưới gọi là hang vị thì tương ứng với bên đây, chị thấy có cái lỗ nên là cái đường để đi xuống cái ruột non. Dạ. Và ở phía dưới ruột non đây, mình qua đi sâu xuống dưới nữa là cái hình ở dưới này. Dạ. Tương ứng với bên đây là chị thấy đi xuống ruột non và đi sâu xuống dưới phía dưới, mình gọi là cái tá tràng. Dạ. Cái dạ dày của chị ở phía trên và phía ruột non ở phía dưới thì bình thường, còn dạ dày ở phía dưới thì nó hơi có viêm với những cái nốt, chị có thể thấy ở đây. À, sao nhìn những cái nốt đó nó sần sùi, nhìn nó ghê quá vậy bác? À, thực ra đây là một cái dạng tổn thương nó cũng tương đối thường gặp, mình gọi là viêm dạng nốt, thì hoàn toàn có thể điều trị được. Dạ. Cho nên chị cũng không cần phải lo lắng quá. Quan trọng là mình cần phải xác định được cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng viêm. Dạ. Để mình có thể mình điều trị phòng ngừa cũng như là mình giải quyết tiệt căn. À. Thì những nguyên nhân thường gặp có thể gây ra viêm dạ dày, ví dụ như những cái sự bất thường trong cái thói quen của mình, như là việc ăn uống không có điều độ. Dạ.
tập thể dục, thiếu tập thể dục, thiếu vận động, hoặc là mình hay căng thẳng lo nghĩ. Yeah. Ngoài ra thì một trong những nguyên nhân ngày nay càng thấy thường gặp đó là việc nhiễm con vi trùng HB. Trong trường hợp của chị, chúng tôi có kiểm tra con vi trùng nha. Mình lấy cái mẫu trong dạ dày ra, mình bỏ vô cái môi trường để mình xét nghiệm. Thì trong trường hợp của chị là chị nhiễm con vi trùng HB. Dạ. Người này họ không có nhiễm, chị thấy có sự khác biệt rồi. Vậy cái con vi trùng của em là nó là màu hồng vậy hả bác? Cái màu hồng này là cái màu của cái môi trường khi nó tiếp xúc với lại cái men do con vi trùng của chị nó tiết ra. Dạ. Con vi trùng HB nó tiết ra, chứ không phải con vi trùng nó màu hồng. À. Tuy nhiên chị cũng đừng lo lắng quá, bởi vì mình hiện giờ có những cái phác đồ để điều trị con vi trùng này rất là hiệu quả. Thì cái con vi trùng này á, mình hoàn toàn có thể điều trị được, tuy nhiên mình chỉ cần phải quyết tâm hơn một chút. Thì đây là cái hướng dẫn để điều trị thuốc để diệt con vi trùng. Thì trước khi chia sẻ với chị về cái cách dùng thuốc như thế nào đó, thì chị cũng cần phải hiểu cái đường lây của nó để mà mình có thể mình phòng ngừa. Thì con vi trùng này nó lây qua đường ăn uống. Cho nên cái việc mà mình vệ sinh trong cái chuyện ăn uống là quan trọng, cũng như là trong cái thói quen uống thì mình nên tránh cái việc sử dụng chung muỗng đũa ly tách trong cùng một bữa ăn. Cái việc mà uống chung ly hoặc là mình quý mến rồi mình gắp đồ ăn cho nhau thì cũng nên hạn chế. Bởi vì nó có thể nó lây qua đường nước bọt. Dạ, giờ bác sĩ nói em cũng mới biết á. Dạ. Thì cái việc lây thì cũng dễ lây. Cái tỷ lệ nhiễm ở Việt Nam mình thì khoảng từ 50-70% từ bị nhiễm con vi trùng này. Chị cũng đừng có lo lắng quá. Nếu mà uống thuốc có gì khó chịu thì chị hoàn toàn có thể liên hệ lại với chúng tôi để có thể hướng dẫn cái điều chỉnh cái liều lượng thuốc chẳng hạn. Hồi trước thì người ta hay nghĩ đến ung thư khi mà nghe bác sĩ dùng cái từ sinh thiết. Nhưng mà sau này cái từ sinh thiết này sẽ thực hiện được sử dụng thông thường hơn, bởi vì những cái tổn thương chỉ cần nó hơi bất thường hơn bình thường là mình là bác sĩ họ sẽ thực hiện để họ đánh giá được những cái tổn thương rất là sớm để có thể giúp theo dõi rất là tốt để ngăn ngừa cái nguy cơ ung thư về sau. Thì trong trường hợp của chị, chúng tôi cũng có sinh thiết, và khi dựa vào cái kết quả sinh thiết này á, thì mình sẽ biết là cái dạ dày của chị có cần phải được nội soi lại hay không. Như vậy thì cái kết quả sinh thiết này thường thì bác sĩ sẽ báo cho em trong vòng bao lâu ha? Thường cái kết quả sinh thiết này sẽ có sau khoảng 5-7 ngày. Dạ. Thì để bệnh nhân không có phải chờ đợi và phải lo lắng, thì khi có kết quả thì chúng tôi sẽ liên hệ để báo qua điện thoại. Trong những cách nhanh nhất. Ngoài cái việc báo qua điện thoại thì những cái kết quả sinh thiết hay là những kết quả nội soi ngày hôm nay cũng như toa thuốc và những cái thông tin khác cũng sẽ được đưa lên bệnh án điện tử. Thì chị hoàn toàn có thể mình coi được cái kết quả đó ở trên bệnh án điện tử. Thì một lát nữa các cô lễ tân, các cô sẽ hướng dẫn cho chị cái cách sử dụng, đăng nhập với lại mình lưu trên điện thoại của mình để có thể sử dụng rất là nhanh và thuận tiện. Vậy là mấy cái hình này với lại kết quả là có thể coi được hết trên đó luôn đúng không mấy chị? Những cái kết quả chị khám tổng quát ở đây cũng có thể coi được ở trên bệnh án điện tử. Hay quá, dạ. Thì tóm lại trong trường hợp của chị á, thì cái dạ dày mình nó viêm không có nhiều, nhưng mà nó cũng viêm đáng kể. Dạ. Và có con vi trùng ở trong dạ dày. Nên trước mắt á, là mình sẽ uống thuốc để diệt con vi trùng. Dạ. Thì rồi khi tái khám lại thì chúng ta sẽ quyết định là mình sẽ kiểm tra lại con vi trùng bằng cách nào. Dạ. Hiện giờ cái việc kiểm tra con vi trùng á, thì sẽ có 4 cách. Dạ. Một á, là mình xét nghiệm máu, là một trong những cách mà nhiều người họ hay nghe nói tới. Cái thứ hai là xét nghiệm phân. Thứ ba là nội soi, và thứ tư là thổ ung bóng. Dạ. Thổ ung bóng. Thì cái cách xét nghiệm máu á, trong những trường hợp giống như chị là mình đã nhiễm con vi trùng trong dạ dày rồi. Dạ. Thì mình không nên đi xét nghiệm máu, bởi vì nó có thể nó để lại cái dấu ấn, mà khi mình điều trị hết rồi cái dấu ấn đó nó vẫn còn trong xét nghiệm máu, mình vẫn còn thấy nó. Cho nên mình không bao giờ mình đi xét nghiệm máu kiểm tra lại con vi trùng nữa. Dạ. Xét nghiệm phân thì cái việc lấy mẫu thử nó hơi bất tiện. Cái độ nhạy nó cũng không cao, cho nên là thông thường mình sẽ thổ ung bóng hoặc là nội soi sẽ cho kết quả kiểm tra là chính xác. Thì khi mà chị uống thuốc để diệt con vi trùng á, mình sẽ uống hai đợt. Đợt đầu là mình sẽ vừa uống kháng sinh và mình vừa uống thuốc giảm viêm kéo dài trong vòng 2 tuần. Sau 2 tuần mình sẽ uống thêm một đợt thuốc giảm viêm từ 2-4 tuần nữa. Trước khi mình kiểm tra lại con vi trùng, thì trước khi mình kiểm tra lại con vi trùng thì mình sẽ có một khoảng thời gian ít nhất 2 tuần để mà kết quả nó sẽ chính xác nhất. Thì trong thời gian mà mình ngưng thuốc hay là uống thuốc này
để điều trị thì chị lưu ý là mình nên ghi chú lại những cái thuốc hay những cái thực phẩm tính chức năng thì mình sử dụng. Một số trường hợp những cái thuốc không may mình dùng trong thời gian điều trị này thì có thể nó sẽ ảnh hưởng lên cái kết quả mình kiểm tra lại. Dạ, mà như vậy là trong thời gian em dùng thuốc mà nếu như mà có những cái toa thuốc nào em sử dụng cho những cái bệnh khác thì như vậy tới lần tái khám thì em mang đến cho bác sĩ xem giùm em. Dạ. Đúng rồi, chị chỉ có mang theo những cái hoặc là chị có những cái thông tin dạ. thì cung cấp cho bác sĩ. Dạ. Rồi bây giờ thì tóm lại là khi có kết quả sinh thiết thì chúng tôi sẽ báo với chị. Dạ. Để mình có cái hướng trong cái chuyện mình theo dõi kiểm tra lại con vi trùng cũng như là cái dạ dày của mình như thế nào. Dạ. Bây giờ thì bộ phận lễ tân và y tá sẽ gửi cho chị cái kết quả cũng như cái phiếu hẹn. Dạ. Mình tái khám sau 2 tuần. Dạ, dạ em cảm ơn bác sĩ. Ha. Dạ. Mình có rất là nhiều cái thông tin, đặc biệt là khi mà mình phải có một căn bệnh mà mình phải đi bệnh viện đó, thì cảm xúc của mình sẽ là lo sợ này, nhưng mà khi được bác sĩ tận tình và tư vấn tham vấn cho mình nhiều thông tin như vậy và đặc biệt là bác sĩ của chúng ta rất là sói ca nữa thì cảm giác của mình rất là nhẹ tâm đúng không ạ? Nhưng mà đùa với các bạn một chút thôi, ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng gặp gỡ với vị bác sĩ sói ca ấy. Xin được giới thiệu đến với các bạn bác sĩ Trần Huyền Trung, chuyên khoa tiêu hóa và nội soi. Xin chào Kim Quang, xin chào các bạn đang online cũng như là sẽ xem lại offline. Dạ, và bác sĩ cũng kêu gọi các bạn là ơi khi mà mình vừa tham gia theo dõi cái live stream ngày hôm nay thì mình cũng thả tim và thả like thật là nhiều cho bác sĩ không ạ? Chắc chắn là các bạn sẽ làm như vậy rồi đúng không ạ? Bởi vì chúng ta càng chia sẻ những thông tin hữu ích về sức khỏe thì bản thân chúng ta cũng sẽ dễ cảm nhận được điều đó cũng như là sẽ càng ngày càng nhiều người biết hơn những cái thông tin về sức khỏe để chăm sóc sức khỏe không chỉ riêng bản thân mình mà còn cho những người thân và những người xung quanh mình nữa. Dạ, quý vị cũng thấy là bác sĩ Trung của chúng ta rất là vui tính đúng không? Nên là chắc chắn là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ rất là thoải mái. Trong khi mà Kim Anh cùng trò chuyện với bác sĩ Trung thì các bạn nhớ là chúng ta hãy tham gia cái mini game 1 và 2 nhé. Trước tiên thì bây giờ đang có mini game 1 nên là sẽ dành cho 30 bạn. Bạn nào mà chúng ta comment tên nè, câu hỏi dành đến cho bác sĩ Trung nè và chúng ta sẽ live stream ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhận được phần quà mini game 1 là một bộ túi sơ cấp cứu và một phiếu voucher miễn phí khám tổng quát cũng như là nội soi tiêu hóa trị giá 500.000. Và bây giờ thì quay trở lại trò chuyện cùng với bác sĩ. Khi mà đến với Victoria Healthcare thì Kim Anh luôn được nghe là ở đây có rất là nhiều bác sĩ sói ca và đặc biệt nhắc đến sói ca sẽ là nhắc đến bác Trung, bởi vì trong bác rất là trẻ, vậy thì không biết là với năm kinh nghiệm trong nghề của mình á thì tính đến hiện tại là mình đã được bao nhiêu năm rồi ạ? Trung ra hành nghề y là được hơn 16 năm. Dạ. Và khi mà mình ra đến thời điểm hiện tại là 16 năm, vậy thì không biết là bác đã cộng tác cùng với Victoria Healthcare được bao nhiêu năm rồi ạ? Trung là cũng mới tham gia Victoria cũng gần 10 năm thôi các anh chị và các bạn. Dạ. Dù là có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nhưng mà thật sự là nhìn bên ngoài bác sĩ của chúng ta rất là trẻ đúng không ạ? Nhưng mà các bạn yên tâm, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề như vậy thì bác sĩ sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm này, những cái thông tin hữu ích để có thể tư vấn cùng với chúng ta. Bác sĩ Trung ơi, ngày hôm nay cái câu chủ đề của chúng ta là tầm soát ung thư tiêu hóa có khó không? Và bây giờ thì chúng ta nghe rất nhiều đến những cái căn bệnh ung thư khác nhau, nhưng mà thời gian gần đây những cái căn bệnh về tiêu hóa và đặc biệt là ung thư tiêu hóa lại xảy ra nhiều hơn. Vậy thì Kim Anh không biết là nếu như chẳng may chúng ta có những cái vấn đề về tiêu hóa và chúng ta mong muốn được tầm soát ung thư tiêu hóa thì cái câu trả lời có khó hay không ạ? Cũng sẽ trả lời với Kim Anh cũng như là các bạn thì cái việc tầm soát ung thư thì không bao giờ là dễ cả, bởi vì cái tỷ lệ ung thư không chỉ riêng Việt Nam mà khu vực Đông Nam Á cũng như là toàn thế giới thì nó vẫn giữ một cái tỷ lệ nhất định và luôn đứng thường đứng hàng thứ hai, thứ ba trong số lượng những bệnh nhân tử vong hàng năm. Tuy nhiên cái việc tầm soát ung thư á, thì đặc biệt là đối với ung thư bên chuyên khoa tiêu hóa thì cái việc tầm soát ngày càng có những cái cải thiện đáng kể, bởi vì thứ nhất là cái sự cải tiến về cái
phương tiện kỹ thuật trong cái việc chẩn đoán sớm cũng như là điều trị sớm những trường hợp mà ung thư được phát hiện sớm. Thứ hai là cái ý thức của người dân, họ hiểu rõ về các cái yếu tố nguy cơ cũng như là cái việc khám sức khỏe định kỳ, tầm soát sức khỏe, càng ngày họ càng ý thức được nhiều hơn, dân trí phát triển nhiều hơn thì họ đến với các bác sĩ cũng như là phòng khám khi họ chưa có triệu chứng gì cả, chỉ dụ như những cái yếu tố nguy cơ hay những cái sự lo lắng nhất định, thì nhờ vậy mà bác sĩ có thể hỗ trợ trong cái chuyện tầm soát cho họ. Đặc biệt là đối với khoa tiêu hóa thì khi mà cái lĩnh vực nội soi tiêu hóa phát triển thì cái việc tầm soát ung thư đường tiêu hóa thì nó không có phải là quá khó, tuy nhiên dĩ nhiên không phải là dễ dàng gì. Như bác sĩ có chia sẻ thì cái việc mà căn bệnh này có được phát hiện sớm hay không là do cái ý thức của chúng ta, và chúng ta có hiểu về những cái kiến thức trong cái căn bệnh này hay không, đúng không ạ? Vậy thì có lẽ là trong cái buổi live stream ngày hôm nay chúng ta cũng phải trò chuyện một xíu về chuyện liên quan đến những căn bệnh về tiêu hóa, và đặc biệt là một cái phương pháp đó là nội soi tiêu hóa, đúng không ạ? Trước tiên thì bác sĩ hãy cho Kim Anh hỏi một vài cái thông tin, như là khi nhắc đến những căn bệnh về tiêu hóa đi, thì không biết là cái tác nhân nào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sinh hoạt hàng ngày đã ảnh hưởng và gây ra những căn bệnh này? Đối với cái đường tiêu hóa thì có khá nhiều những cái yếu tố sẽ ảnh hưởng. Các bạn cũng thấy là chúng ta có thể nhịn ăn vài ngày, thậm chí vài tuần. Kỷ lục thế giới thì có thể là nhiều tháng. Tuy nhiên chúng ta không thể nào không uống. Thì lúc đó cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó cũng làm việc, nó vẫn hoạt động. Thì có nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng, mà trung tạm phân ra là theo một số nhóm sau đây. Thứ nhất đó là liên quan đến chuyện ăn uống. Trong cái việc ăn uống đó thì người ta ghi nhận được những cái yếu tố nguy cơ của liên quan đến nguy cơ ung thư trong cái thói quen ăn của mình ở một số loại thức ăn. Ví dụ như những thức mình ăn chế độ giàu muối quá, ăn mặn quá, hoặc là ăn những cái thức ăn ví dụ như khô cá hay các cái loại khô đã được ướp muối và để lâu, cũng như là những cái loại trái cây được ướp muối. Cái chế độ ăn của mình mà thiếu cái folate cũng sẽ làm tăng nguy cơ liên quan ung thư đường tiêu hóa. Một số thức ăn nó sẽ chứa những cái chất nhiều cái chất nitơ quá thì nó cũng có thể nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư bệnh lý đường tiêu hóa. Cái nguyên nhân trong cái việc ăn uống đó thì cái thói quen ăn uống thiếu vệ sinh trong trường hợp sử dụng chung muỗng đũa ly tách cũng có thể làm lây nhiễm một cái loại vi trùng đặc biệt có vai trò rất là quan trọng liên quan đến ung thư ở đường tiêu hóa, đặc biệt là tiêu hóa trên, ung thư dạ dày, đó là con vi trùng H. pylori mà có thể Trung sẽ chia sẻ với các bạn nhiều thông tin về nó sau, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái việc tỷ lệ ung thư từ 40-50% ở dạ dày. Ngoài vấn đề ăn uống ra thì cái thói quen ví dụ như hút thuốc lá cũng sẽ ảnh hưởng lên cái làm tăng nguy cơ bị ung thư ở đường tiêu hóa. Hút thuốc lá và đặt nguy cơ về cái việc béo phì. Cái tỷ lệ người ta ghi nhận là cái tỷ lệ dư cân càng tăng thì cái nguy cơ ung thư ở đường tiêu hóa cũng tỷ lệ thuận với cái tỷ lệ đấy. Cái môi trường cũng là một trong những cái yếu tố có thể sẽ ảnh hưởng lên cái nguy cơ ung thư tiêu hóa của mình. Ví dụ như trong công việc, khi mà những cái công nhân họ làm ở các cái mỏ than, mỏ thiết, mỏ sắt thì cái nguy cơ ung thư đường tiêu hóa của họ cũng tăng hơn. Ngoài ra thì cũng phải nói đến cái một số những bệnh lý cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ đường tiêu hóa. Đối với những bệnh nhân ví dụ như họ bị loét dạ dày trước đó vì một nguyên nhân người khác thì cái tỷ lệ ung thư trên những bệnh nhân đó cũng cao hơn, hoặc là những bệnh nhân đã được điều trị những ung thư khác ví dụ như ung thư ở tinh hoàn đã được xạ trị thì cũng sẽ có nguy cơ về ung thư đường tiêu hóa cao hơn những bệnh nhân những người bình thường. Tuy nhiên nói về những yếu tố nguy cơ có thể gây ra cái việc tăng cái tỷ lệ mắc ung thư đường tiêu hóa về lâu dài thì cũng phải kể đến những cái yếu tố có thể làm cải thiện cái việc đó. Đó là cái ví dụ như chế độ ăn uống, thì nếu chúng ta tăng cường cái chế độ ăn uống nhiều rau xanh, nhiều trái cây thì nó có thể làm giảm cái nguy cơ ung thư đường tiêu hóa từ 30-40% tùy theo cái vị trí ung thư ở trong dạ dày, người ta nghiên cứu như vậy. Hoặc là cái trong cái việc là mình người ta thấy là cái nội tiết tố ví dụ như hormone sinh dục thì cũng có thể làm
làm giảm đi cái nguy cơ ung thư ở ở người bình thường. Thì thì đối với những cái yếu tố nguy cơ như vậy thì đôi khi bệnh nhân họ sẽ không có hiểu rõ hết, hoặc thậm chí như Trung vừa chia sẻ với các bạn thì có thể mình sẽ không nhớ hết. Thành thử ra những cái yếu tố nguy cơ này, các bác sĩ khi mà các bạn thăm khám với các bác sĩ, khi mà mình đến khám định kỳ, mặc dù mình không có những cái triệu chứng gì cả, thì bác sĩ sẽ khơi gợi cho các bạn, kể cho các bạn, hỏi các bạn để các bạn có thể chia sẻ lại những thông tin từ tình sử gia đình, từ thói quen uống sinh hoạt của mình, thói quen vận động, cũng như là cái những cái môi trường làm việc của mình chẳng hạn. Thì bạn chia sẻ thì các bác sĩ sẽ ghi nhận lại và sẽ giúp các bạn tầm soát ung thư sớm hơn. Nhưng mà khi mà nghe bác sĩ Trung chia sẻ về cái việc là những cái nguyên nhân có thể dẫn tới ung thư về tiêu hóa thì các bạn cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì nó liên quan cả về ăn uống này, cả về công việc của chúng ta nữa, gần như là mọi thứ xung quanh cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà thưa bác sĩ, lúc nãy thì bác sĩ có nhắc tới một vấn đề là nếu như mà chúng ta ăn đồ ăn mặn quá này, hoặc là những đồ ăn có lên men thì sẽ dễ gây ung thư tiêu hóa. Nhưng nếu như trong cái cuộc sống bình thường mình có cái thói quen ăn đó rồi và mình cảm thấy rất là hợp khẩu vị với những món ăn đó, thì cái lượng bao nhiêu là vừa đủ và cái lượng bao nhiêu là sẽ dễ dẫn tới việc là gây bệnh ạ? Kim Oanh cũng như các bạn cũng biết là cái chuyển hóa cơ thể mỗi người á sẽ không có giống nhau. Ngay cả đối với anh chị em trong cùng một gia đình thì cái bộ gen cũng có thể khác nhau, cho nên cái tỷ lệ bao nhiêu là có thể gây bệnh, bao nhiêu là có thể không có nguy cơ gây bệnh thì thật ra rất là khó trả lời. Tuy nhiên á, đứng trên phương diện là những người chăm sóc sức khỏe thì khi mà mình đã ghi nhận được dựa trên những cái nghiên cứu rõ ràng của thế giới cũng như của các hiệp hội về ung thư chẳng hạn, thì mình nên khuyến khích bệnh nhân thay đổi cái thói quen này. Tuy nhiên cái việc thay đổi một cái thói quen mà kéo dài nhiều chục năm như vậy thì cũng cần phải có từng bước, và chúng ta cần cố gắng tạo một cái thói quen thay đổi từng chút từng chút từng chút. Tại vì thật ra cái việc Kim Oanh cũng biết là nếu mà chúng ta ăn mặn quá thì ngoài vấn đề nguy cơ ung thư dạ dày, có thể bây giờ chúng ta không thấy nhưng mà vài mươi năm sau thì khi thấy là quá trễ. Tuy nhiên cái việc ăn mặn đó nó có thể gây ra những vấn đề tức thì, ví dụ như vẫn những vấn đề trong thời gian ngắn hơn, ví dụ như là bệnh lý về huyết áp hay là bệnh lý về thận. Vậy chúng ta cũng phải lưu ý trong cái chế độ ăn của mình là đừng ăn quá mặn. Đây là khuyên đầu tiên mình đến cho các bạn. Và lúc nãy thì bác sĩ có nhắc đến một cái loại vi trùng, đó là vi trùng HB đúng không ạ? Dạ. Vậy thì không biết là với cái loại vi trùng HB thì đây có phải là cái nguyên nhân đầu tiên cũng như là cái nguyên nhân quan trọng nhất đã gây ra cái căn bệnh ung thư về tiêu hóa không ạ? Cái tỷ lệ mà ung thư đường tiêu hóa mà chỉ riêng do con vi trùng HB ở các nước đã phát triển nha các bạn là khoảng 36%. Đối với ung thư đường tiêu hóa mà ở các nước đang phát triển giống như Việt Nam chúng ta đó thì cũng lên đến khoảng 47% chỉ liên quan đến con vi trùng H. pylori này thôi. Thì cũng cho thấy là cái vai trò quan trọng của nó. Cái điều đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh với lại các bạn đó, thật ra cái việc cái con vi trùng H. pylori này tự bản thân chúng ta không thể nào mà biết và có thể kiểm tra được có hay không. Chúng ta phải nhờ các chuyên viên y tế họ mới có thể giúp chúng ta tầm soát thế nào là đúng cách nhất, và cũng như là nếu có thì chúng ta hiểu được cái việc theo dõi điều trị như thế nào là tốt nhất và triệt để nhất. Vậy thì đây là cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta phải làm rõ hơn. Thưa bác sĩ, là với vi trùng HB thì không biết là cái sự lây lan của nó là qua đường như thế nào? Kim Anh và các bạn thân mến, cái con vi trùng HB này á, cái tên đầy đủ của nó là Helicobacter pylori, thì nó lây qua cái đường ăn uống hay còn gọi là đường phân miệng. Thì cái mà thường gặp nhất, dễ lây nhiễm nhất đó là lây qua đường nước bọt, nhất là đối với cái người phương Đông của chúng ta hay có thói quen mình thể hiện cái tình cảm, cái sự quý mến của mình trên cái bàn ăn, mình cùng nhau uống chung ly, có thể là mình gắp đồ ăn cho nhau, và đôi khi mình lại chấm chung một cái đĩa nước chấm, hoặc là mình múc chung một cái muỗng canh với nhau. Thì cái đường nước bọt một trong những cái đường thường gặp nhất và lây cái con vi trùng này. Ngoài ra cũng chúng ta hiểu được rằng nó lây qua đường phân miệng, thành thử ra cái việc vệ sinh tay cũng rất là quan trọng. Sau khi đi vệ sinh hoặc trước khi ăn chúng ta vệ sinh tay. Một số trường hợp sau khi đi vệ sinh xong chúng ta có thể chưa rửa tay thì chúng ta có thể cầm nắm những đồ vật, thậm chí là những con thú cưng, thì nó cũng có nguy cơ để nó có thể lây cái con vi trùng HB này khi một người khác họ cũng chơi với con thú cưng ấy và họ lại tiếp xúc với cái vùng miệng họng.
thì nó cũng có thể lây cái con vi trùng H. pylori này. Thưa bác sĩ, là khi mà trong cuộc sống thường ngày của chúng ta vô tình thôi, chúng ta mắc phải cái con vi trùng HP này thì không biết là cái biểu hiện của mình lúc đó như thế nào? Không phải tất cả những người bị nhiễm H. pylori đều có thể biểu hiện triệu chứng Kim Oanh này. Chỉ có một số trường hợp họ có triệu chứng. Thì những cái biểu hiện mà khi bệnh nhân họ nhiễm cái con vi trùng này thật ra nó không có đặc hiệu. Có nhiều bệnh nhân gặp trong những lần tái khám sau này thì họ nói: bác sĩ ơi, kiểm tra cho tôi con HP đi, bởi vì tôi bị đầy bụng giống y như hồi trước tôi nhiễm con vi trùng này. Tôi đầy bụng lắm, tôi ở hơi và ở to giống y chang cái lần trước. Thì khi kiểm tra lại thì có người họ đúng là họ bị tái nhiễm, cũng có người họ thực sự họ không phải bị nhiễm như vậy. Thì cái triệu chứng nó không có đặc hiệu. Nó có thể là những cái biểu hiện của đường tiêu hóa, hội chứng dạ dày đá tràng thông thường. Bệnh nhân có thể cảm thấy đầy bụng, ăn không tiêu, có thể là ở hơi, ở chua, ở nóng, của tình trạng tràn ngược có thể có. Có một số người thì họ lại đau bụng, đau lâm râm. Và có một số người thì họ lại không có triệu chứng ở đường tiêu hóa trên như là Trung vừa chia sẻ. Thì họ có thể biểu hiện đường tiêu hóa dưới, là họ có những cái tình trạng ruột nó hơi nhạy cảm hơn. Hồi trước ăn uống không sao, bây giờ ăn uống dễ bị chọc bụng, phải đi vệ sinh thường hơn, ngày có thể đi 2-3 lần. Thậm chí là họ có thể một số người thì họ lại không phải đi nhiều lần mà họ lại đi ít lần, họ cảm giác khó đi cầu. Và một trong những triệu chứng mà Trung cũng nhớ ở một cái bệnh nhân đặc biệt của mình, đó là một người nước ngoài, họ tới họ khám vì họ bị ngứa. Và họ được bác sĩ của họ ở bên Nhật, họ nói là: bác sĩ, tôi muốn kiểm tra con vi trùng H. pylori bởi vì tôi bị ngứa, và bác sĩ bên kia đề nghị tôi kiểm tra con vi trùng này bởi vì họ đã tầm soát hết rồi. Thì nó cũng có những triệu chứng ở bên ngoài, và bệnh nhân đó thì khi chúng tôi điều trị hết con vi trùng thì triệu chứng ngứa của họ cũng hết. Ở bên Nhật hoặc là ở Hàn Quốc hoặc là ở Venezuela và Chile là bốn cái nước mà có tỷ lệ ung thư dạ dày liên quan đến con H. pylori rất là cao. Thì họ rất là sợ con H. pylori này. Thì đó là lý do vì sao mà bệnh nhân đó họ đến gặp chúng để họ được tham vấn để điều trị. Thì tóm lại, cái triệu chứng của con vi trùng H. pylori này thì các bạn nên nhớ là nó không có đặc hiệu. Không phải các bạn đau bụng là những con vi trùng đó hay không, mà thậm chí có khi không có triệu chứng gì cả, chúng ta cũng nên đi khám nếu mà cái người thân của mình, ví dụ như chồng hoặc vợ của mình có con vi trùng H. pylori đó, thì chúng ta cũng nên đi tham vấn với bác sĩ trong cái việc tầm soát để điều trị nếu cần. Dạ, vậy thì cái việc mà tầm soát vi trùng HP rất là quan trọng, đúng không ạ? Vậy thưa bác sĩ, với một cái bệnh nhân hiện nay, khi mà có cái nhu cầu là mình muốn tầm soát HP thì có đơn giản hay không? Và đặc biệt là với cái việc tầm soát HP ở Victoria Healthcare thì diễn ra như thế nào? Hiện giờ cho đến nay thì chúng ta có 4 cách để xét nghiệm con vi trùng H. pylori này. Cách đơn giản nhất mà chúng ta thường sẽ được nghe nói tới đó là cái xét nghiệm máu. Qua những cái lần khám định kỳ, khám sức khỏe ở cơ quan thì đôi khi một số nhân viên họ sẽ yêu cầu là cho tôi xét nghiệm máu kiểm tra thêm con HP. Đó là cái thường gặp nhất. Cái thứ hai là xét nghiệm phân. Cái này thì có lẽ các bạn ít nghe, nhưng mà đối với các phụ huynh đó, có con đi khám, trẻ em đi khám thì thường sẽ hay được đề nghị làm cái xét nghiệm phân. Cái thứ ba đó là nội soi, là một trong những cách mà có vẻ như là mọi người e dè nhất. Còn cái cách thứ tư là thổ ong bóng, là 4 cách mà đến nay thì giúp được kiểm tra con H. pylori này. Tuy nhiên, để mà kiểm tra chính xác á, thì có lẽ là cái phương pháp nội soi và phương pháp thổ ong bóng thì sẽ cho kết quả chính xác hơn. Cái xét nghiệm phân cũng giúp chúng ta có thể thấy được con vi trùng ở trong phân. Tuy nhiên thì tùy theo cái thế hệ của cái mẫu phân của cái xét nghiệm tầm soát ở phân, cũng như là cái phân thì đôi khi cái mẫu có thể có con vi trùng hoặc là không, thì cái độ nhạy nó cũng sẽ khó cao, và cái cách lấy mẫu phân thật ra cũng không có dễ chịu lắm. Trong đa số trường hợp thì người ta thường cũng không được khuyến cáo nhiều, cũng không được bệnh nhân chọn lựa nhiều. Còn cái xét nghiệm máu thì các bạn cũng nên lưu ý, đây là một cái xét nghiệm chúng ta không có thấy được con vi trùng, giống như là ba cái phương pháp tầm soát trên, mà chúng ta thấy được một cái chất cơ thể chúng ta tạo ra để chống lại con vi trùng, và mình thấy giống như một cái dấu ấn, một cái chứ không phải là thấy thực tế của con vi trùng. Cho nên là khi mà các bạn chúng ta không may là chúng ta mới nhiễm con vi trùng, thì cái xét nghiệm máu nó có thể nó chưa có cái sự thay đổi, hoặc là chúng ta đã nhiễm rồi, chúng ta đã điều trị rồi, thì cái dấu ấn đó nó có thể nó vẫn còn tồn tại trong vài tuần, vài tháng, thậm chí là nhiều năm. Thành thử ra nếu mà chúng ta có cái kết quả bất thường trong cái xét nghiệm máu thì cũng khoan vội hoang mang,
mà chúng ta cần phải được đi tham vấn bác sĩ để coi là chúng ta có cần phải làm những cái bước tiếp theo để tầm soát thực sự có nhiễm con vi trùng H. pylori này hay không. Hoặc là nếu mà chúng ta xét nghiệm ra âm tính, không có con vi trùng ở trong máu, nhưng mà người nhà chúng ta có bị, và đặc biệt là trong nhà mình có người bị ung thư dạ dày, thì cái việc mà mình phải nên đi khám khi chưa có triệu chứng, hoặc thậm chí là xét nghiệm máu âm tính không có dấu ấn trong xét nghiệm máu, mình vẫn nên gặp bác sĩ để được tham vấn những cái phương pháp chính xác hơn để có thể tầm soát hiệu quả hơn. Bác sĩ cũng nói về HP thì nãy giờ Kim Anh thấy là ở trên livestream của chúng ta có rất là nhiều những câu hỏi của các bạn ấy đã đặt đến cho buổi livestream ngày hôm nay, có những câu hỏi liên quan đến HP và để lát nữa thì chắc phải nhờ bác sĩ tư vấn cho các bạn. Nhưng mà Kim Anh muốn hỏi thêm để làm rõ về cái vấn đề này, thì không biết là khi mà chúng ta đã tầm soát được và chúng ta điều trị vi trùng HP thì có điều trị dứt khoát được hay không, và trong cái quá trình điều trị như vậy thì cái thời gian mà chúng ta tái khám là như thế nào? Cái việc điều trị con HP đó thì chúng ta cần phải có một cái kế hoạch rất là rõ ràng, ở chỗ các bạn cũng hiểu là cái con vi trùng mà nó có thể nó sống được ở trong dạ dày với một cái pH rất là thấp, chỉ khoảng 1-2, có thể nó sẽ làm tan chảy các cái kim loại, thì các bạn cũng biết là nó có một cái sức mạnh như thế nào, đặc biệt là khi mà chúng ta uống thuốc cho những cái bệnh lý, những cái vùng viêm nhiễm trùng ở những cơ quan khác thì con vi trùng nó đều đã được làm quen rồi. Cho nên khi điều trị con HP này á, thì mình cần phải phối hợp nhiều loại thuốc. Thường với cái phác đồ hiện nay thì mình phải dùng ít nhất là 2 loại kháng sinh. Và mình uống nhiều loại thuốc, và đặc biệt là mình phải uống cái liều cao và cái thời gian kéo dài. Thì đến nay thì hiện giờ cái phác đồ mà gọi là chọn lựa đầu tiên đối với những bệnh nhân mới phát hiện nhiễm của vi trùng H. pylori thì thường phải dùng phác đồ với 4 loại thuốc và phải điều trị trong thời gian 2 tuần. Đó là mình vừa kết hợp diệt con vi trùng, vừa kết hợp giảm viêm ở dạ dày. Thông thường một cái phác đồ điều trị con vi trùng rồi đến khi mình kiểm tra lại thì ít nhất là 6 tuần. Mình sẽ có 2 tuần để uống kháng sinh cộng với giảm viêm, rồi 2 tuần kế tiếp là mình uống giảm viêm. Có thể là cái đợt giai đoạn 2 này có thể là kéo dài hơn 2 tuần tùy theo cái tổn thương viêm hay triệu chứng của bệnh nhân. Rồi sau đó tất cả những trường hợp những bệnh nhân này cần phải được ngưng thuốc trong khoảng thời gian ít nhất 2 tuần. Rồi mình mới được kiểm tra lại con vi trùng thì cái độ chính xác mới cao được. Thì thông thường là chúng ta khi bắt đầu điều trị là phải sau khoảng từ 6 tới 8 tuần chúng ta mới kiểm tra lại con vi trùng ở trong dạ dày. Nhưng mà cũng thấy là cái phác đồ để có thể điều trị vi trùng HP này là một cái quá trình, và đặc biệt hơn là cái vi trùng này rất là dễ lây lan trong cái sinh hoạt thường ngày trong gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, là với cái vi trùng HP thì không biết là chúng ta có cách nào để có thể phòng ngừa được không ạ? Cái việc phòng ngừa thì không biết các bạn, trong miệng các bạn cũng có thể đoán được đấy. Đó là chúng ta sẽ cắt đứt cái chuỗi lây nhiễm của con vi trùng này. Chúng ta, tuy nhiên cái việc này có thể không thể thực hiện một mình, mà chúng ta cần phải có cái sự chung tay của các thành viên trong gia đình. Trong cái việc mình tập thói quen ăn sạch, tức là mình sẽ tránh trường hợp mình uống chung muỗng đũa, dùng chung muỗng đũa ly tách trong cùng một bữa ăn, hạn chế gắp thức ăn cho nhau. Và mình nên dùng những cái nước chén nước chấm riêng, và cái dùng cái muỗng riêng, cũng như là cái việc thói quen vệ sinh rửa tay thường xuyên hơn, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh. Dạ. Nếu lúc nãy Kim Anh có nói với bác sĩ là trong cái phần comment của các bạn có một cái câu hỏi liên quan, xin phép bác sĩ tư vấn là đây là câu hỏi của bạn Hoàng Huyền không có dấu hay là không rõ ạ. Xin bác sĩ cho biết là người bị HP thì có cần kiêng ăn món gì không ạ? Đối với cái người mà nhiễm con H. pylori thì cái việc khuyên ăn kiêng ăn cái gì thì không có một cái sự khác biệt. Chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là mình nên ăn giảm mặn và nên ăn uống sạch sẽ. Sạch ở đây có nghĩa là mình nói chung một cách cũng một cách tương đối. Thì dĩ nhiên khi mình ăn uống có thể ăn ở ngoài đường mà mình vẫn có những cái nơi họ vệ sinh sạch sẽ, muỗng đũa thì chúng ta vẫn có thể sử dụng. Vậy thì hy vọng là với cái câu trả lời này, bạn Hoàng Huyền hoặc Hoàng Huyền gì đó, chúng ta có thể đang theo dõi livestream và chúng ta tìm ra được một cái giải pháp cho mình. Và nếu như mà bạn cần thêm những câu trả lời sâu sắc hơn và kỹ hơn về những vấn đề đó của bạn thì hãy tiếp tục thông hành nhé. Khi bác sĩ chuyển những câu hỏi này đến với bác sĩ Trung, vừa rồi thì chúng ta đã làm kỹ một cái nguyên nhân trong rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ung thư đường tiêu hóa, và bây giờ thì chúng ta tiếp tục cái câu chuyện về cái ung thư đường tiêu hóa. Vậy thì thưa bác sĩ,
một cái mầm mống bệnh, thì không biết là chúng ta có được cái biểu hiện nào rõ ràng để có thể dễ dàng nhận biết rằng mình đang mắc phải ung thư đường tiêu hóa không? Với cái ung thư đường tiêu hóa đó các bạn và cũng như Kim Anh, thì chúng ta thường được phân ra là ung thư đường tiêu hóa trên và ung thư đường tiêu hóa dưới. Ung thư đường tiêu hóa trên đó, thì cho đến ngày nay thì Hiệp hội Ung thư vẫn chưa có một cái hướng dẫn rõ ràng cụ thể theo cái giới tính cũng như theo cái độ tuổi. Đa số là chúng ta dựa trên cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, những cái triệu chứng bệnh nhân có mà mình sẽ hướng tầm soát, khuyên bệnh nhân đi tầm soát ung thư. Và còn đối với ung thư ở đường tiêu hóa dưới á, thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ dựa trên những yếu tố nguy cơ, tiền sử gia đình của bệnh nhân, môi trường sống, môi trường làm việc hoặc là thói quen uống sinh hoạt của họ. Tuy nhiên cái độ tuổi cũng là một trong những cái mà hiện nay người ta cũng cũng được hướng dẫn, và thật ra cho đến bây giờ thì cũng có một cái sự có một cái sự bàn luận. Trước đây thì theo Hội Ung thư Mỹ thì những bệnh nhân nam cũng như nữ từ 50 tuổi trở lên thì nên được tầm soát ung thư đường tiêu hóa là dưới, là ung thư đại tràng gọi là ruột già. Tuy nhiên hiện giờ đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương như Việt Nam mình thì đang có nhiều cái nghiên cứu cho thấy là mình cần phải tầm soát sớm hơn. Có những nghiên cứu cho thấy là nên thực hiện từ năm 40 tuổi và có một số nghiên cứu cho là từ năm 45 tuổi. Chưa có một cái sự thống nhất nhất định, cho nên chúng tôi tùy theo mỗi bệnh nhân mà sẽ được khuyên là nên được tầm soát ung thư đại tràng, ung thư ruột già từ năm 45-50. Thưa bác sĩ, vậy thì trong những cái phương pháp tầm soát ung thư đường tiêu hóa thì cái phương pháp này là phương pháp tối ưu nhất ạ? Có lẽ thì chắc các bạn theo dõi theo chương trình fanpage hoặc là của Victoria Healthcare thì các bạn cũng có lẽ là cũng đã đọc qua cái thông tin về bác sĩ Tường, bác sĩ Nguyễn Minh Tường chia sẻ về cái tầm soát ung thư, thì cũng nói khá là chi tiết về các cái phương pháp để tầm soát ung thư của các bệnh lý nói chung. Thì hôm nay chúng chỉ xin gói gọn lại trong cái ung thư ở đường tiêu hóa. Mặc dù thì cũng không có nhiều khác biệt lắm, tuy nhiên có một cái nét đặc trưng là bên cạnh cái việc các bạn có thể nghe nói tới là tầm soát ung thư đường tiêu hóa qua xét nghiệm máu, rồi tầm soát ung thư đường tiêu hóa qua nội soi hoặc là qua xét nghiệm phân và hoặc là qua CT, những cái chẩn đoán hình ảnh. Thì đối với ung thư dạ dày á, thì thực ra chỉ có hai cái phương pháp mà được cho đến ngày nay được khuyến cáo, đó là cái chụp X-quang và cái nội soi, đó là đối với ung thư dạ dày. Còn đối với ung thư ở đường ruột, ung thư đại tràng á, thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn có những phương pháp sau đây. Thứ nhất á, là xét nghiệm phân. Tuy nhiên cái xét nghiệm phân này á, là một cái xét nghiệm phân đặc biệt, là không phải là một cái xét nghiệm phân để đi xem bệnh nhân có bị viêm nhiễm gì hay không, mà là xem có máu ẩn ở trong phân hay không. Thì đó là xét nghiệm phân, là một cách để tầm soát ung thư đại tràng. Cái cách thứ hai á, là cách nội soi đại tràng. Thì nội soi đại tràng là bệnh nhân sẽ được soi hết cái đại tràng của mình. Thì cái thứ ba là mình chỉ cần soi một đoạn của đại tràng, người ta gọi là cái đại tràng chậu hông hay là đại tràng sigma, là cái vùng mà 70-80% trường hợp là ung thư nó sẽ xuất hiện ở cái vùng này, thì bệnh nhân được khuyên là soi cái vùng đó. Cái thứ ba các bạn cũng có thể được nghe, đó là nội soi đại tràng ảo. Nội soi đại tràng ảo thật ra thì bệnh nhân cũng được cái sự chuẩn bị giống như là nội soi đại tràng thật, bởi vì cái ruột nó phải thực sự sạch. Tuy nhiên thay vì cho bệnh nhân đi soi thì bệnh nhân sẽ được đi chụp CT, và đây là một cái CT đặc biệt bởi vì bệnh nhân sẽ được bơm cái hơi vào trong ruột để cái ruột nó nở ra. Thì sau khi chụp phim xong thì những cái máy CT đời mới họ có thể họ tái tạo 3D lại, thì có thể phát hiện những cái tổn thương ở trong đại tràng. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải ghi nhớ cái việc là mỗi cái phương pháp này sẽ có một cái timeline, một cái khoảng thời gian định kỳ khác nhau, bởi vì cái khả năng phát hiện sớm nó có một cái không có đồng nhất với nhau. Ví dụ như là ung thư đại tràng mà tầm soát qua bằng cái nội soi đại tràng là một trong những pháp triệt để nhất, phát hiện sớm nhất, thì các bạn cũng có thể đoán được là mình có thể yên tâm trong thời gian dài hơn, và dài nhất từ khoảng 5 năm tới 10 năm tùy theo yếu tố nguy cơ của mỗi người, mà bác sĩ có thể khuyên các bạn là phải nội soi lại hay không, trong bao lâu. Còn cái ung thư nội soi mà một đoạn ruột thì thường bác sĩ sẽ khuyên từ 3 năm đến 5 năm mình phải làm lại một lần, và điều này cũng tương ứng đối với cái chụp CT.
Bởi vì chúng ta cũng biết khi chụp CT nếu mà những cái tổn thương quá nhỏ thì chúng ta không thể thấy được. Còn đối với xét nghiệm phân thì thường được khuyến cáo là chúng ta phải làm định kỳ hàng năm, đối với cái xét nghiệm phân để tìm cái máu ẩn ở trong phân. Khi mà nhắc đến cụm từ nội soi này thì tôi nghĩ ngay đến việc là bây giờ chúng ta phải tiếp tục gặp gỡ với vị bác sĩ thứ hai thôi, bởi vì như từ đầu chương trình đã nói là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai bác sĩ, đúng không ạ? Nếu như bạn nào theo dõi livestream mà có để ý thì chúng ta cũng đang thấy là mình chưa còn một nhân vật bí ẩn nữa. Nhưng mà trước khi gặp gỡ với vị bác sĩ này thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiếp một cái đoạn clip ngắn ngay sau đây nhé. Bây giờ trong người anh như thế nào? Dạ, sau nội soi thì hơi đỡ một chút xíu, nhưng mà bên bộ phận các nhân viên có cho em cái phần ăn nhẹ. Ăn xong giờ người thấy khỏe rồi bác. Đại tràng của anh hồi nãy tôi soi thì bình thường nha. Dạ. Nhưng gần cuối hậu môn á, hồng trực tràng có hai cái polyp khoảng 5 ly và 10 ml. Dạ. Polyp là cái phần thịt dư mà lúc bác có tư vấn trước khi nội soi đúng không bác? Thì polyp là cái những khối u tăng sinh trong đường ruột. Thì trong quá trình nội soi thì mình thấy mình cắt luôn. Để phòng ngừa ung thư. Là cái phần là trước khi nội soi em có cái cam kết là trong quá trình nội soi bác sĩ có phát hiện polyp thì là cắt luôn. Vậy là cái phần polyp của em với cái kích cỡ đó thì nó có đáng ngại, nó có vấn đề gì không bác? Thường những polyp mà dưới 1 cm á thường ít nguy hiểm nha. Nhưng mà tụi tôi phải gửi đi xét nghiệm tế bào học thì khi mà có kết quả thì mới trả lời chính xác được. Mình xét nghiệm cho bao lâu vậy bác? Thì thường xét nghiệm trong vòng khoảng 5 ngày. Rồi có kết quả thì tôi sẽ thông báo cho anh nha. Vậy thì cho em hỏi thêm cái quá trình theo dõi và cũng như là tái khám với cái phần đại tràng này thì sẽ thực hiện như thế nào bác? Thì để chờ cái kết quả xét nghiệm đó về, rồi mình dựa vô cái kết quả đó là tùy theo cái trường hợp. Mình có thể soi kiểm tra lại trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Một năm tới 3 năm và tùy theo trường hợp nữa. Thì nghe bác nói thì em cũng yên tâm. Vậy còn cái phần chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày của em có cần phải chú ý vấn đề gì không bác? Sau khi mình nội soi như vậy đó. Thì sau khi nội soi xong á thì sau nội soi là cắt polyp xong á thì có những cái tai biến có thể xảy ra, ví dụ như bị lủng và bị chảy máu thì anh cố gắng anh về anh theo dõi cái tình trạng đau bụng và yêu cầu phân có máu hay không, được cái gì báo để tôi mình xử lý sớm. Mình theo dõi trong bao lâu là thì mình báo với bác? Thường trong vòng khoảng cơ 3 ngày. Trong 3 ngày sau nội soi. Soi nhận theo tình trạng đó. Bạn cố gắng ăn rau uống nước nhiều lên để cho chống táo bón. Bác có thể cho em hỏi cái phần kết quả của em á, em có coi qua online trên mạng được không bác? Được, anh có thể coi qua bệnh án điện tử của phòng khám. Mọi gì anh có thể là gửi email, tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho tổng đài để được hỗ trợ. Vậy em có cần hỏi thông tin, hỏi bác tư vấn gì là anh trao đổi trực tiếp qua đó, qua trang web bệnh án điện tử là được luôn phải không? Được. Cái tính năng này cũng hay quá ha. Cái hồ sơ của anh sẽ có bộ phận y tá phía trước hướng dẫn anh hồ sơ. Vậy cũng cảm ơn bác rất nhiều. Thì cảm ơn bác cũng như là các bạn nhân viên phòng khám đã hỗ trợ em rất là tận tình và chu đáo. Con chúc bác nhiều sức khỏe ha. Rồi, chào bác ha. Nhân vật bí ẩn thứ hai đã xuất hiện đây. Xin được giới thiệu với các bạn, bác sĩ Nguyễn Minh Trị cũng là một bác sĩ trong chuyên khoa tiêu hóa và nội soi. Xin được chào bác sĩ ạ. Mời bác sĩ sẽ gửi lời chào đến với khán giả của Victoria Healthcare ạ. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn cả bác sĩ Trung và bác sĩ Trị cũng đã dành cái buổi trưa của mình vào một cái buổi cuối tuần để có thể ngồi đây
đây cùng với Kim Anh trò chuyện với các bạn khán giả, và hy vọng là các bạn sẽ đang coi livestream, các bạn sẽ tiếp tục theo dõi này, và chúng ta nhớ đừng quên cái mini game của mình các bạn nhé. Bây giờ Kim Anh sẽ nhắc lại luật lệ mini game để cho các bạn dễ dàng theo dõi và tham gia. Hiện tại thì chúng ta đang diễn ra mini game thứ nhất với cái thể lệ rất là đơn giản. Mini game này sẽ có 30 phần quà dành cho 30 bạn, là đủ các bước như sau. Thứ nhất là các bạn hãy comment tên của mình nè và câu hỏi đặt đến cho bác sĩ Trung và bác sĩ Trị. Thứ hai là các bạn hãy share livestream này về Facebook cá nhân của mình và chế độ công khai các bạn nhé. Rất là đơn giản đúng không? Và với những bạn đã làm được các bước trên thì chúng ta hãy cùng chờ đợi để xem tên mình có nằm trong danh sách những bạn may mắn không nhé. Và phần quà mà các bạn nhận được đó là một bộ sơ cấp cứu của Victoria Healthcare, và thứ hai là một phiếu khám tổng quát hoặc là nội soi tiêu hóa trị giá 500.000 đồng. Bây giờ thì Kim Anh xin được trò chuyện cùng với các bác sĩ của chúng ta để có thêm những cái thông tin cho cái buổi livestream ngày hôm nay rất là bổ ích về sức khỏe. Nãy giờ thì Kim Anh và bác sĩ Trung đang trò chuyện về một cái vấn đề là tầm soát ung thư đường tiêu hóa có khó hay không, và đang đến một cái giai đoạn tiếp theo là những cái phương pháp tối ưu đã được đưa ra, và trong đó thì có nhắc đến vấn đề nội soi. Và qua cái đoạn video clip vừa rồi mà các bạn coi thì cũng đã thấy là bác sĩ Trị của chúng ta đã tham vấn cho bệnh nhân sau khi mà sử dụng cái phương pháp nội soi. Vậy thì Kim Anh xin được hỏi bác về cái phương pháp nội soi này trong cái quá trình làm việc của mình ạ. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì theo bác sĩ là cái phương pháp nội soi có phải là phương pháp tối ưu nhất hay không? Thì trong các phương pháp tầm soát ung thư đường tiêu hóa thì phương pháp nội soi là tối ưu nhất. Nội soi với các phương pháp xét nghiệm phân rồi thử máu rồi thì phương pháp nội soi là tốt nhất. Nhưng mà khi mà nhắc đến nội soi á, thì chúng ta sẽ rất là sợ, bởi vì nội soi là sẽ phải đưa vào bên trong này, rồi đôi khi là sẽ có một cái sự va chạm hoặc là chèn xát gì đó bên trong cái đường tiêu hóa của mình. Trước khi mà mình làm thì mình sẽ có những cái điều lo sợ như vậy, thì không biết là với cái kinh nghiệm làm việc của mình thì bác sĩ thấy như thế nào về những cái bước thực hiện nội soi, và đặc biệt là những cái bước đó đã được diễn ra như thế nào ở Victoria Healthcare ạ? Thường nội soi thì tôi đưa cái ống nội soi mềm vô cái đường tiêu hóa. Thường thì mình đưa trước khi đưa cái ống vô thì mình thấy đường mình đưa vô thì vấn đề trầy xước thì nó không có xảy ra trong đường tiêu hóa. Và ở Victoria thường nội soi thì tôi gây tiền mê cho bệnh nhân để người ta yên tâm. Trong lúc nội soi người ta không có đau đớn, không có khó chịu. Và cũng có một số trường hợp người ta muốn soi không có mê thì mình hướng dẫn người ta hít thở rồi người ta vẫn làm được bình thường. Nên mình phải tư vấn trước khi nội soi, trong lúc nội soi làm cái gì thì người ta sẽ dễ chịu. Vậy thì qua chia sẻ của bác sĩ Trị là chúng ta có thấy hai cách. Thứ nhất là nội soi có tiền mê, và thứ hai là nội soi không tiền mê, là gọi là nội soi sống đúng không ạ? Vậy thì với cái cách đầu tiên đi, nội soi có tiền mê, thì không biết là khi mà chúng ta sử dụng những cái thuốc để có thể gây mê trong cái lúc mà chúng ta nội soi thì sau đó có những cái di chứng hay ảnh hưởng gì đến với sức khỏe không ạ? Thường không, cái đó thì thường thuốc gây chích tiền mê là những thuốc ngủ tác dụng ngắn hạn. Nó chỉ tác dụng ngắn trong thời gian mình soi thôi, còn sau đó người có thể ngủ nằm một chút, có thể 15 phút hoặc nửa tiếng bệnh nhân sẽ tỉnh. Vậy thì trong cái quá trình làm việc của mình, không biết là với những cái ca bệnh mà bác sĩ được trực tiếp làm nội soi cho bệnh nhân thì mình đã có những cái kỷ niệm hay là có những cái câu chuyện nào mà bác sĩ nhớ nhất trong cái lúc mà mình thực hiện nội soi cho bệnh nhân không ạ? Thì thường mấy cái ca khó soi thì nhớ. Tại nhiều lúc có những cái lúc có nhiều bệnh nhân bị kích thích họ cũng vậy. Nhưng mà thường sau đó họ không biết gì hết. Thì những cái ca đó thì mình bác sĩ nội soi cũng hơi sợ, hơi run. Chắc hẳn là khi mà nhắc tới thôi thì Kim Anh cũng đã cảm giác rất là sợ. Nếu như mình phải vào cái trường hợp là mình bắt buộc phải sử dụng cái phương pháp nội soi. Nhưng bác sĩ với cái phương pháp thứ hai đó là nội soi của chúng ta không gây mê, nội soi sống. Vậy thì có phải chăng là nội soi sống sẽ tốt hơn cho sức khỏe hay không ạ? Theo như là quan điểm của bác sĩ. Cái đó tùy theo người, mình phải giải thích cho người ta trước. Nếu người ta hợp tác thì người ta chấp nhận hợp tác, người ta đồng ý, người ta hiểu cái hướng dẫn thì người ta làm rất tốt, vẫn bình thường. Còn nếu mà những cái người họ quá nhạy cảm thì mình cũng giải thích cho người ta nên gây ngủ, nó lợi cho họ hơn.
có nhiều người họ họ, họ nhạy cảm quá, họ soi một lần xong họ sợ, hoặc họ ra kể cho người khác sợ luôn. Dạ, vậy thì bây giờ ví dụ đi, bác sĩ tiếp nhận một ca bệnh và kêu anh đang là một khách hàng tới để có thể bắt đầu thực hiện xem là bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp nội soi gây mê hay là nội soi sống, thì tham vấn của bác sĩ dành cho kêu anh sẽ là như thế nào ạ? Thì thường người ta tới người ta khám bệnh thì tôi khám bệnh xong là nếu cần thiết nếu có đúng chỉ định nội soi thì mình nói với họ nội soi, nhưng mà thường đã mình cũng hướng dẫn vậy, tới những lúc mà người ta có nhiều người họ sợ chích thuốc rồi sau này mất trí nhớ rồi gì á thì mình cũng giải thích người ta, thì tùy người ta lựa chọn. Yeah. Thường đa số ở đây vô thì tôi người ta chọn gây mê hết. Em sẽ đóng vai là một khách hàng khó tính để có thể hỏi kỹ hơn để xem là mình nên lựa chọn các phương pháp nào thì tốt hơn, đúng không ạ? Dạ thưa bác sĩ, và bây giờ thì em cũng rất là sợ bị chích, nhưng mà em cũng có nghe mọi người nói là cái phương pháp nội soi sống thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe bởi vì mình không có phải tiêm thêm cái gì vào nữa. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn giúp em là nội soi sống thì sẽ cần phải chú ý điều gì trong lúc mà bác sĩ thực hiện không ạ? Thường tôi hướng dẫn bệnh nhân thì cứ hít thở thôi, bình tĩnh hít thở. Hít thở như thế nào là? Hít sâu vô rồi nhập vô thở ra từ từ bằng mũi. Dạ. Và bệnh nhân người ta thường mấy người đó họ tinh thần họ vẫn họ tức là họ hợp tác, họ biết là họ làm và họ khó chịu đựng một chút. Dạ. Thì bình thường không có gì hết. Còn nếu có gây ngủ thì cũng chích một ít thuốc ngủ rồi xíu nó tỉnh lại bình thường thôi chứ cũng không có tác hại gì hết. Dạ. Nhưng mà thưa bác sĩ là em cũng là một cái đứa rất can lì đi, em có thể sử dụng cái phương pháp là nội soi sống không cần gây mê. Vậy thì ngoài cái việc là em phải hít thở đều trong lúc bác sĩ thực hiện thì không biết là khi mà em cảm thấy là đau quá không chịu được thì lúc đó em phải làm sao ạ thưa bác sĩ? Tôi cũng trước khi ấy tôi cũng dặn bệnh nhân là nếu có gì thì giơ tay báo tôi biết rồi. Dạ lúc đó giơ tay rồi mình có đổi là phương pháp qua gây mê được không ạ? Thì được, sau lúc đó mình khó chịu quá thì rút ra. Dạ. Thì cũng có những bệnh nhân họ nói thì giờ họ mắc công chuyện gì đó, họ không nằm không có thời gian. Dạ. Thì họ muốn vô soi thì cũng họ nói nếu mà soi không được thì chích thuốc cho họ ngủ. Dạ. Thì mình cũng làm. Dạ. Dạ. Thì với cái việc nội soi thì Trung cũng xin bổ sung cái ý của bác sĩ Trị một chút xíu. Về cái việc nội soi ấy các bạn, anh Trị thì phải gọi là đại sư huynh của Trung bởi vì ảnh bắt đầu cầm ống soi từ lúc mà Trung mới ra trường năm thứ nhất, tức là từ năm 2003 tới bây giờ. Thì ảnh đã cầm ống soi rồi, lúc đó Trung mới ra trường rồi 2002 thì tuy nhiên trong cái môi trường làm việc chung với nhau thì Trung với anh cũng hay hỗ trợ với nhau trong cái chuyện chia sẻ tham vấn với bệnh nhân. Thì Trung cũng xin bổ sung thêm cái ý trong ví dụ như bạn Kim Quang đây là một trong những bệnh nhân có chỉ định nội soi và đang phân vân giữa cái việc là bây giờ tôi nên nội soi tỉnh hay là nội soi ngủ. Thì các bạn nên nhớ rằng cái ống tiêu hóa của chúng ta nó không có dây thần kinh, nó không có giống như là cái cảm giác ở ngoài da. Cho nên thường khi mà mình soi, ví dụ như soi ở dạ dày thì cái cảm giác khó chịu nó không phải ở trong cái thực quản hay là ở dưới dạ dày của chúng ta, mà nó sẽ có khó chịu ở vùng họng là chủ yếu. Nên khi ngay cả khi đối với những bệnh nhân mình được soi tỉnh thì chúng tôi cũng dùng xịt thuốc tê thì cái cảm giác ở vùng họng nó sẽ dở cái khó chịu, cũng như là chúng tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân nuốt khi mà cái ống nó vừa ngay cái vùng gần cái cơ vòng thực quản phía trên thì hướng dẫn bệnh nhân nuốt nhẹ một cái thì cái ống soi nó đi theo cái nhịp nuốt của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ đỡ khó chịu rất là nhiều. Cái sự hợp tác giống như bác sĩ Trị nói, cái sự hợp tác của bệnh nhân là quan trọng đối với cái soi dạ dày. Còn đối với cái soi ở đại tràng á, thì cái khó chịu của bệnh nhân không phải khó chịu ngay cái lúc cái ống soi mới bắt đầu vô, mà nó sẽ khó chịu vào cái lúc mà cái ống soi nó sẽ đi qua những cái khúc cua, những cái đoạn gập góc của cái ruột, mà cái ống soi muốn có thể đi hết được cái ruột giống như cái hình mà bác sĩ Trị chia sẻ với các bạn ở trên cái video clip á, thì các bạn thấy nó sẽ ôm vòng hết cái bụng của chúng ta, thì cần phải làm sao di chuyển cái ống soi hướng dẫn cái ruột hay là có thể tháo xoắn hay kéo thẳng ruột ra để cái ống soi nó có thể đi được cái hết cái ruột của mình. Thì qua những cái đoạn ruột nó gặp góc như vậy hoặc là nó bị xoắn như vậy thì mình cần phải kéo giãn nó ra thì có thể bệnh nhân sẽ có cảm giác đau giống như cái cảm giác sắp hông. Thì thật ra cái cấu trúc ruột của mỗi người cũng sẽ mỗi khác đúng không anh Trị?
thì có những bệnh nhân mình không thể nào đoán được nhìn mặt họ như vậy, tướng tá như thế, xinh đẹp hay không thì cái không có liên quan gì đến cái hoạt động ruột của chúng ta cả. Cho nên thường mình sẽ giải thích với bệnh nhân. Và đối với những bệnh nhân mà không có nhiều thời gian thì họ thường sẽ chọn phương pháp soi tĩnh để ngay sau khi soi bệnh nhân được tham vấn kết quả anh ha, và bệnh nhân có thể đi về sớm hơn. Còn nếu bệnh nhân soi ngủ, mặc dù là cái thuốc ngủ nó không có tác dụng kéo dài gây ảnh hưởng đến trí nhớ như anh chị vừa chia sẻ, bác sĩ Trị vừa chia sẻ, thì bệnh nhân sau khi soi xong cũng sẽ có một cái khoảng ngủ ngắn 15 phút nửa tiếng, có thể lâu hơn tùy theo. Có một số bệnh nhân họ ngủ mấy tiếng đồng hồ luôn, tại vì đêm trước là họ lo lắng quá, họ không có ngủ được, thậm chí mấy đêm trước luôn các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm là khi họ ngủ nhiều họ cũng không có tính thêm phí. Dạ. Bác sĩ của chúng ta cũng rất là vui tính khi mà đưa ra những cái option để cho các bạn lựa chọn này, và cũng như là giải thích rất là rõ để cho các bạn hiểu khi mà chúng ta lựa chọn phương pháp nào. Thưa bác sĩ, là khi mà thắc mắc là khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp nội soi mà có gây mê thì không biết là chúng ta có cần phải lưu ý gì sau khi mà chúng ta đã thực hiện xong không ạ? Ví dụ như là mình phải bổ sung như thế nào đó cho sức khỏe của mình tốt hơn, bởi vì mình cũng đã trải qua một cái việc là gây mê. Tôi xin trả lời cái câu hỏi này. Thì bạn Kim Anh vừa chia sẻ là cái phương pháp nội soi gây mê, thì tôi cũng xin muốn nhấn mạnh lại với các bạn một chút. Thật ra chúng ta cái kỹ thuật soi là giống nhau, chỉ có cái phương pháp mà để làm giảm khó chịu nó khác nhau. Và hiện giờ là sẽ có 3 phương pháp: một là soi tĩnh, hai là soi tiền mê, và ba là gây mê. Gây mê là mình sẽ dùng thuốc mê, thường cái này là đối với bệnh nhi. Còn đối với phương pháp mà tiền mê ở đây chúng tôi sử dụng, hoặc là một số những nơi họ sử dụng á, thì họ sẽ dùng thuốc ngủ. Thì sẽ có 3 phương pháp để giảm bớt cái khó chịu của bệnh nhân. Thì đối với cái phương pháp mà tỉnh á, soi tỉnh á, thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Còn cái đối với cái gây mê á, thì bệnh nhân cần phải được theo dõi dài hơn, theo dõi sau khi soi phải mình phải dùng thuốc giải, rồi bệnh nhân phải được theo dõi sát nhịp tim, hô hấp. Còn soi ngủ thì khi mà bệnh nhân ngủ mình vẫn tiếp tục theo dõi nhịp tim một giai đoạn nữa. Còn cả 3 bệnh nhân này á, bởi vì đối với soi dạ dày á, thì bệnh nhân cũng phải được nhịn ăn, mà các bạn cũng biết nhiều khi có khi các bạn tới sớm, các bạn là người đầu tiên soi thì không ảnh hưởng gì đến cái dạ dày hoạt động của mình, bởi vì mình không có phải nhịn đói quá lâu. Nhưng mà nếu mà có những bạn vì ở xa chẳng hạn mình phải tới trễ, nhiều khi 11, 12 giờ mới phải đến lượt mình nội soi, thì có vẻ các bạn cũng có thể đoán được cái dạ dày của họ đã khó chịu rồi, bây giờ phải chờ lâu thêm nữa thì cũng sẽ khó chịu. Cho nên cái còn đối với cái ruột soi đại tràng, soi cái ruột già đó các bạn, thì mình phải chuẩn bị ruột, thường là mình phải chuẩn bị ruột trước một đêm, hoặc là mình chuẩn bị ruột trong ngày, thì có thể chút xíu nữa chúng sẽ chia sẻ sâu thêm về cái việc chuẩn bị này. Nhưng mà họ phải nhịn đói cho đến từ lúc bắt đầu ăn bữa tối ngày hôm trước cho đến lúc soi, thì có khi nó kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ. Thì cái lưu ý quan trọng nhất mà Trung cũng như các bác sĩ đây thường chia sẻ với bệnh nhân sau khi soi xong á, là mình cái giờ ăn mình nó không có đúng giờ, nó bị kéo dài ra, thì mình nên ăn một ít thôi, và mình chịu khó ăn nhiều lần để cho cái dạ dày nó, hoặc là cái ruột nó hoạt động làm quen lại. Còn thành phần thức ăn hoặc là cái cách ăn thì cũng không có gì thay đổi. Còn cái việc mà mình sẽ dùng thuốc gì sau đó thì chỉ đối với thực ra cũng không có vấn đề đặc biệt gì, nếu mà bệnh nhân không có những cái bệnh lý cần phải dùng thuốc thì cũng không cần phải dùng thuốc gì. Tuy nhiên đối với một số trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi, hoặc là có những trường hợp có bệnh lý mãn tính, có tình trạng rối loạn điện giải các cái chất khoáng ở trong máu, thì khi mình dùng thuốc chuẩn bị ruột thì mình còn phải lưu ý cái việc rối loạn điện giải này. Và nếu cần thì có thể bác sĩ họ phải kiểm tra lại điện giải, và có thể phải cho dùng những cái thuốc hỗ trợ cho những trường hợp tương đối khó như vậy. Xin được cảm ơn bác sĩ Trung. Thưa bác sĩ Trị, là như lúc nãy bác sĩ Trung cũng có chia sẻ về cái việc là chúng ta cần lưu ý gì sau khi mà chúng ta thực hiện nội soi, cũng như là một vài bước chuẩn bị lúc ban đầu. Nhưng mà Kim Anh cũng nghĩ là nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn thì khi mà chúng ta thực hiện nội soi cũng sẽ trơn tru và nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Vậy thì theo như là bác sĩ Trị, thì trước khi chúng ta thực hiện nội soi thì những cái điều lưu ý đặc biệt dành cho bạn bệnh nhân là gì ạ? Cái đó thường sẽ kiểm tra tim mạch và các cái bệnh lý kèm theo. Thì mình để phòng ngừa sau khi mình soi xong có những cái biến chứng của cái bệnh cơ bản người ta. Người già thì rất là nhiều bệnh, nhiều tim mạch, huyết áp rồi á.
thì đó mình phải lưu ý chuyện đó. Phổi nữa, nhiều lúc lúc soi người ta có cái bệnh phổi, bệnh hen suyễn thì lưu ý mấy cái bệnh trước khi soi thì tôi khám kỹ mấy cái bệnh đó. Vậy thì đó là những cái lưu ý dành cho người lớn tuổi. Vậy thì không biết là với những bệnh nhân là bệnh nhân nhi thì mình có lưu ý nào không bác sĩ chị? Tại thường ở đây phòng khám mình là người là lớn thì thường soi người lớn là chính, còn bệnh nhi thì mình thì phải có chỉ định đó, với lại cũng ít làm ở bệnh bệnh nhi làm ở đây. Bệnh nhi thì nhiều lúc phải có một cái gì rõ ràng gì tiêu hóa tìm không ra thì người ta mới chỉ định soi, chứ không có bệnh nhi không có soi nhiều. Thì đặc biệt là có cái chia sẻ vừa rồi thì là chúng ta nhớ lưu ý là với cái phương pháp nội soi này đa phần là áp dụng cho những người lớn đúng không ạ, và với những bệnh nhân nhi thì phải là có chỉ định rõ ràng hơn thì chúng ta cũng hạn chế sử dụng cái phương pháp này. Và không biết là với bệnh nhân nhi thì cái phương pháp nội soi này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Cái phương pháp nội soi thường bệnh nhi thì mình nó có ví dụ như bệnh nhi xuất huyết tiêu hóa thì bắt buộc mình phải làm rồi. Còn thường không có chỉ định soi đại tràng, còn chuyện mấy đứa trẻ em nó bị nó ở trớ ở đồ là cái chuyện bình thường. Cái đó mình chứ còn không cái chỉ định nội soi cho trẻ em nó rộng rãi. Thì trước kia tôi cũng có làm nhưng mà cái số lượng nó hạn chế đó. Nó cũng giống như trẻ em thì cũng giống như về tim mạch rồi á, mình phải tư vấn cho nó. Chứ còn có nhiều đứa trẻ mình nó nghe nội soi nó cũng sợ lắm. Nó có nhiều đứa nó bị sốc vô thần kinh nữa. Mấy đứa mình nó sợ quá nó sốc. Nên trẻ em thì thường ở phòng khám này thì ít làm, nếu có thì chuyển bên di động ta làm. Ta làm lên gây mê luôn, thường trẻ em làm phải gây mê luôn. Chúng ta thấy là cái việc điều trị bệnh đã khó, là điều trị bệnh cho bệnh nhi nó còn khó hơn nữa đúng không ạ? Trước khi mà tiếp tục với những câu hỏi mà các bạn đã gửi về trong ngày hôm nay thì ở trên live stream mà khi mình theo dõi thì có rất là nhiều những câu hỏi rồi ạ. Lát nữa đây xin được nhờ bác sĩ Trung và bác sĩ Trị sẽ trả lời giúp cho các bạn. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với phần trả lời câu hỏi của các bạn khán giả thì Kim Anh sẽ công bố đến với các bạn mini game thứ hai. Phần quà của mini game này rất là giá trị, đó là một gói khám tổng quát và cao cấp ở Victoria Healthcare trị giá là 3,5 triệu các bạn nhé. Và để trả lời cũng như là để có thể nhận được cái phần quà này thì các bạn chỉ cần trả lời đúng câu hỏi ngay sau đây. Như lúc đầu thì Kim Anh cũng đã nhắc đến với quý vị khán giả khi mà theo dõi live stream là chúng ta hãy tập trung thật là kỹ vào những cái đoạn video clip trong buổi live stream ngày hôm nay. Và bây giờ Kim Anh sẽ đọc kỹ câu hỏi dành đến cho các bạn. Trong clip tư vấn nội soi dạ dày của bác sĩ Trần Hiền Trung phát lúc đầu chương trình, hình ảnh chụp dạ dày lúc soi có màu xanh lá cây vì A. màu đen, ống soi có màu xanh lá cây. B. hình ảnh màu xanh là hình ảnh thể hiện nơi dạ dày bị tổn thương. C. hình ảnh xanh lá cây là do ống soi sử dụng ánh sáng xanh có bước sóng ngắn giúp phân biệt vùng tổn thương và vùng bình thường. Để có thể cho các bạn nghe kỹ hơn thì xin phép là đọc một lần nữa các bạn nhé. Ai chưa tập trung thì các bạn ơi mình hãy tập trung để có thể lựa chọn cái câu trả lời chính xác nhất. Trong clip tư vấn nội soi dạ dày của bác sĩ Trần Hiền Trung phát lúc đầu chương trình, hình ảnh chụp dạ dày lúc soi có màu xanh lá cây vì A. màu đèn ống soi có màu xanh lá cây. B. hình ảnh màu xanh là hình ảnh thể hiện nơi dạ dày bị tổn thương. C. hình ảnh xanh lá cây là do ống soi sử dụng ánh sáng xanh có bước sóng ngắn giúp phân biệt vùng tổn thương và vùng bình thường. Và các bạn tham gia mini game thứ hai này thì chúng ta chỉ cần trả lời câu hỏi và comment vào là đáp án A, B hay C cho câu trả lời đúng của mình. Và đặc biệt là vì phần quà này là một phần quà rất là giá trị, trị giá 3,5 triệu nên chỉ dành cho bạn nào có đáp án đúng đầu tiên. Và các bạn nhớ là hãy comment đáp án A, B hay là C nhé. Và hãy nhanh tay lên bởi vì phần quà này chỉ dành cho bạn nào có đáp án đúng đầu tiên thôi. Và đáp án của chúng ta sẽ được công bố ở phía cuối chương trình live stream ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà nãy giờ các bạn ấy đã comment rất là nhiều ở trên này nhờ các bác sĩ tư vấn giúp. Thì bác sẽ lựa chọn câu hỏi nhé. Đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Luân ạ. Em xin phép đọc là nhiều năm nay em bị táo bón, 2-3 ngày mới đi được một lần và không biết là như vậy có vấn đề gì về đường ruột không ạ? Đã với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Trung trước ạ. Xin chào bạn Luân.
Cái quan điểm về táo bón, chúng ta cần phải hiểu rõ cái thời gian mà đi cầu nó thật sự không hẳn là chúng ta bị táo bón. Bạn luôn cần phải để ý thêm về cái sự thoải mái của mình trong cái việc đi cầu. Có những bệnh nhân họ có thể đi 1-2-3 ngày họ mới đi cầu một lần, và tuy nhiên lúc họ đi thì họ vẫn cảm thấy dễ chịu, tình phân vẫn bình thường, không có cảm giác đau rát, khó chịu bụng gì cả, thì vẫn có thể xem như là bình thường. Có một số bệnh nhân họ một ngày đi 1 lần, 2 lần, nhưng mà khi đi họ cảm giác không có dễ chịu, phải ngồi lâu, phải gồng rạng, và cái phân nó có đàm máu hay là nó gây đau rát hậu môn gì chẳng hạn, thì đôi khi đó lại liên quan tới táo bón. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn mô tả đó thì cái sự thay đổi này nó mới xuất hiện gần đây, thì khi đó nó có cái sự khác biệt so với trước đây, thì tôi nghĩ là bạn nên sắp xếp đi gặp bác sĩ, nên đi khám tham vấn để bác sĩ, ngoài cái việc hỏi kỹ là cái triệu chứng của bạn, hỏi kỹ là cái thói quen trong sinh hoạt ăn uống, vận động và làm việc của bạn trong khoảng thời gian tương ứng nó có cái sự thay đổi gì hay không. Ngoài ra có một số loại thuốc, nước uống mà bạn cũng có thể bạn dùng, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái thói quen này. Tuy nhiên cái điều quan trọng hơn nữa là bác sĩ sẽ giúp cho bạn, cũng như là hỏi bạn để chia sẻ thêm rõ hơn về tiền sử gia đình, bản thân, để đánh giá cái yếu tố nguy cơ ban đầu mà Trung có chia sẻ với Kim Oanh và các bạn. Thì qua đó mình mới sẽ có cái hướng xử trí phù hợp. Có thể chỉ đơn thuần là bạn chỉ cần thay đổi cái lối sống thôi, thay đổi cái cách ăn uống và vận động của mình, không cần phải uống viên thuốc nào cả. Có thể cần phải dùng thuốc hỗ trợ một giai đoạn ngắn trong thời gian bạn điều chỉnh cái thói quen của mình. Hoặc là bạn cần phải làm xét nghiệm phân, hoặc là siêu âm bụng, hoặc là nội soi, hay là dùng những phương pháp khác, thì tùy thuộc vào cái tình trạng của bạn, bạn luôn nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ Trung. Bạn Luân ơi, nếu như bạn đã nghe được câu trả lời này và có thêm những thắc mắc nào thì hãy tiếp tục comment để chúng tôi có thể giải đáp kỹ hơn cho các bạn nhé. Đây là câu hỏi tiếp theo của bạn Jack Shinpon. Xin lỗi là không biết là có đọc đúng tên của bạn không, bạn thông cảm giúp tôi qua nhé. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là tôi là khách hàng lâu năm của Victoria. Tôi muốn hỏi là nội soi dạ dày và đại tràng có cần thiết phải thực hiện hàng năm chung với khám tổng quát hay không? Vì tôi không thấy phòng khám có mục nội soi trong gói khám tổng quát. Cho câu hỏi này xin được nhờ bác sĩ chị ạ. Cái vấn đề nội soi để tầm soát ung thư thì nhiều lúc không cần thiết phải thực hiện hàng năm. Thì mà cái vấn đề ung thư thì tùy theo lúc khám bệnh thì mình coi thì cái cơ địa người ta làm sao. Với lại tuổi tác tầm soát ung thư thường phải trên 40. Và cái yếu tố nguy cơ gia đình, với lại với những cái lần soi trước có kết quả nó viêm hay là polyp rồi gì không, thì người ta có chỉ định có thể là 3 tháng, 6 tháng chứ không cần tới 1 năm. Còn để soi những cái trường hợp mà soi như dạ dày á, mà nếu mà mình đã sinh thiết rồi mà nó có chuyển sản ruột rồi thì có thể cần phải soi hàng năm. Với cái đó cái tùy theo cái vùng miền, cái quốc gia, cái thói quen của ăn uống của người ta nữa. Lại có những vùng bên Nhật họ soi hàng năm luôn, trên 40 tuổi họ soi hàng năm một lần luôn. Tại vì bên có những cái yếu tố môi trường địa lý nó dễ bị ung thư, yếu tố gia đình đó. Chứ còn không nhất thiết phải hàng năm soi một lần. Và nếu mà những người mà viêm dạ dày nhiễm HP hay viêm dạ dày mãn tính lâu năm thì bác sĩ lúc đó soi phải sinh thiết vào dạ dày, thì nếu mà nó ra giai đoạn tế bào loạn sản chuyển sản ruột rồi thì phải tốt nhất là 1 năm soi một lần để phòng ngừa ung thư sớm. Còn đại tràng thì nếu mà có polyp rồi những cái yếu tố viêm mà nó dễ nguy cơ ung thư thì bác sĩ sẽ hẹn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm tùy theo trường hợp. Còn nếu mà đại tràng mà cỡ trên 40 tuổi mà mình soi ra bình thường, mà ở trong cái yếu tố gia đình bình thường và cái vùng địa lý nó ít người ung thư thì có thể 10 năm soi cũng một lần cũng được, không chứ không cần thiết soi 1 năm. Xin được cảm ơn bác sĩ chị. Cái câu trả lời này rất là đầy đủ, kỹ càng để cho bạn có thể theo dõi. Cũng như là những các bạn khán giả trước thì bạn Jack Simon, nếu như mà còn thắc mắc gì các bạn cứ tiếp tục comment nhé. Kim Anh sẽ chuyển câu hỏi của các bạn đến với các bác sĩ. Đây là câu hỏi tiếp theo. Bạn muốn hỏi là ông tôi năm nay 50 tuổi, cách đây 3 tháng có đi siêu âm nội soi dạ dày, nội soi đại tràng thì bị viêm hang vị dạ dày. Đúng không ạ? Hang vị đúng không ạ? Viêm hang vị dạ dày, polyp đại tràng đã cắt. Bác sĩ cho thuốc uống nhưng vẫn đau ở hơi. Mong là bác sĩ tư vấn giúp trường hợp polyp của ông tôi như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Câu hỏi này xin nhờ bác sĩ Trung ạ.
Trường hợp của ông của bạn thì nếu mà đã được soi dạ dày, được chẩn đoán là viêm hang vị, thì các bạn cũng biết vùng viêm hang vị là cái vùng ở phía dưới dạ dày và cũng khá là thường gặp. Tuy nhiên thì không rõ đối với cái dạ dày đó thì tôi không rõ là cái mức độ viêm như thế nào trong cái mô tả chi tiết cũng như là cái triệu chứng ban đầu của ông bạn đi khám là như thế nào. Bởi vì một bệnh nhân họ có thể họ bị khó chịu bởi nhiều cái tình trạng bệnh khác nhau. Thành thử ra nếu mà bác sĩ đã nội soi rồi là một phương pháp xâm lấn và cũng có thể có cái nhìn bao quát hết về cái hoạt động của dạ dày rồi mà vẫn triệu chứng của ông của bạn vẫn không có giảm, thì bạn nên đưa đi khám lại để bác sĩ có thể tham vấn, khám lại, đánh giá lại cái tình trạng bụng cũng như là hỏi thêm những cái triệu chứng khác đi kèm, có cần mình phải kiểm tra lại, kiểm tra thêm những cái phương pháp khác hay không ngoài cái vấn đề dạ dày ra. Bởi vì đôi khi như Trung nói với các bạn lúc đầu thì cái triệu chứng ở đường tiêu hóa nó khá là mơ hồ, nó không có một cái sự đặc trưng. Tôi bị đau ở đây là sẽ bị bệnh này, đau ở đây là bị bệnh khác. Một cái vị trí ở phía trên rốn là một vị trí cũng tương đối thường gặp khi bệnh nhân bị đường tiêu hóa, nhưng mà lại có thể bị bởi rất là nhiều bệnh khác nhau, nhất là đối với những người lớn tuổi. Có thể là họ bị đau dạ dày là một cái thường gặp, nhưng mà cũng có thể vấn đề ở túi mật, ở gan, ở tụy hoặc là ở tim, phổi hay là vùng cơ hoành. Cho nên trong trường hợp nếu mà khi bạn khám với bác sĩ, bạn được hướng dẫn được làm một số cận lâm sàng nhất định, có toa thuốc uống, nếu mà chưa có được cải thiện thì bạn nên quay trở lại với bác sĩ để họ khám và đánh giá lại một lần nữa. Còn đối với cái polyp đại tràng thì có lẽ các bạn vừa theo dõi cái clip chia sẻ của bác sĩ Trị tham vấn cho bệnh nhân sau nội soi đại tràng cắt polyp, thì chúng ta cần phải đánh giá phân loại cái polyp này như thế nào, thuộc cái loại nào, để chúng ta có cái hướng xử trí theo dõi sau đó bao lâu. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là thường sau khi nội soi thì tùy theo tình trạng ruột của bệnh nhân, cái polyp kích thước nó có lớn quá hay không, cái chân nó có rộng hay không, nó có nhiều, bệnh nhân có nhiều polyp hay không, mà bác sĩ có thể sẽ hẹn bạn hẹn bệnh nhân tái khám lại để đánh giá lại trong khoảng thời gian nó tương đối gần hơn là so với hướng dẫn. Thì trong trường hợp của bạn thì chúng tôi nghĩ là bạn nên đưa ông bạn được tham vấn lại bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để đánh giá lại, đừng ngại cái việc đó. Có nếu mà những cái cận lâm sàng bác sĩ không cần thiết phải làm lại thì sẽ không làm. Kim Văn Khánh, là khi mà chúng ta đã điều trị rồi mà vẫn có cái những cái dấu hiệu như là đau và ở hơi, thứ nhất là ảnh hưởng đến cái cuộc sống thường ngày đúng không ạ, thì chúng ta nên nhanh chóng đến để có thể tiếp tục tham vấn với bác sĩ, và đôi khi nó sẽ là một cái diễn biến cho những cái căn bệnh tiếp theo mà chúng ta điều trị càng sớm sẽ càng tốt. Xin được cảm ơn bác sĩ Trung rất là nhiều. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của bạn Linh Na Bi. Chào bác sĩ, lúc bụng đói em ăn hoặc uống đồ ngọt là bao tử bị khó chịu, bụng đau quặn lại, miệng tiết nhiều nước bọt và buồn nôn. Tuy nhiên nếu em ăn đồ mặn hay đồ chua lúc bụng đói thì không sao ạ. Không biết là em có vấn đề về dạ dày gì hay không. Dạ, xin mời bác sĩ Trị. Thì những cái triệu chứng mà em mô tả thì là cái triệu chứng của dạ dày. Nhưng mà cái vấn đề mà viêm dạ dày thì thường nó do thức ăn á, thì nó có, người ta có ghi nhận, nhưng mà tỷ lệ tùy hiếm lắm và tùy theo cơ địa của mỗi người nữa. Thì cái đó tùy, nếu như vậy thì mình đừng có uống nước ngọt, mình ăn đồ chua cũng được. Thường người ta nói ăn đồ chua nó viêm bao tử, nếu mình hợp thì mình cứ ăn không sao hết. Cái này là do cơ địa của mình. Ở cơ địa mỗi người. Mỗi người là mỗi khác. Nếu như bạn Linh Na Bi còn thắc mắc gì thì bạn hãy cứ tiếp tục thăm mình nhé. Cảm ơn bác sĩ Trị ạ. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của bạn Lan Ngọc. Ba tôi 60 tuổi, vừa rồi khám tiêu hóa và nội soi phát hiện polyp và chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn đầu. Tôi muốn hỏi là ung thư đại tràng phát hiện giai đoạn đầu có khả năng chữa khỏi hay không? Ăn uống sinh hoạt như thế nào để người bệnh phát triển? Xin hai bác sĩ ạ. Trung xin phép trả lời cái câu hỏi này. Khi mà bệnh nhân được nội soi đại tràng và phát hiện polyp, mà được cắt polyp và phát hiện đây là một cái ung thư giai đoạn đầu, thì hy vọng đây là một cái giai đoạn sớm mà ung thư nó chỉ xuất hiện ở trên cái polyp, cái tế bào ung thư nó chỉ mới ở cái polyp, nó chưa có xâm lấn xuống cái thành ruột hay là nó xuyên qua thành ruột hay tới các cái cơ quan khác. Thì thông thường trong những trường hợp này á, thì bên cạnh cái việc bác sĩ trong thời gian trước sau khi cắt polyp mà có kết quả sinh thiết, thì có thể bác sĩ sẽ đề nghị ông của bạn chụp thêm phim CT ở bụng để đánh giá cái mức độ lan rộng hay là cái tổn thương xung quanh cái vùng ruột
và có hay không. Nếu mà không có thì cái việc nội soi, tái khám nội soi để kiểm tra lại là quan trọng. Bạn cần phải theo đúng lịch của bác sĩ. Còn trong trường hợp nếu mà ghi nhận là nó có thể nó xâm lấn tại chỗ ngay tại thành ruột hay vùng chân của cái polyp thì cái bác sĩ có thể sẽ đề nghị phẫu thuật cắt một cái phần của cái đoạn ruột đó. Thì các bạn cũng biết cái ruột của chúng ta cũng khá dài, cho nên cái việc phẫu thuật này thì cũng không quá ảnh hưởng lên cái chuyện tiêu hóa của chúng ta. Thì còn cái việc dùng thuốc sau đó thì tùy thuộc vô cái mức độ lan rộng, cái giai đoạn của cái ung thư này. Nếu mà thực sự là ung thư sớm thì đa số trường hợp mình chỉ điều trị cái loại bỏ cái khối u nếu có thể được, và còn những bước điều trị tiếp theo thì cần phải được tham vấn chi tiết tùy theo trường hợp với bác sĩ chuyên khoa về ung bướu. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trung. Tiếp theo thì Kim Anh thấy là trong livestream có rất là nhiều câu hỏi các bạn gửi về, nhưng mà chắc là ưu tiên cho một câu hỏi mà khán giả đã gửi trước cái buổi livestream ngày hôm nay ạ. Thưa bác sĩ, một khách hàng có gửi câu hỏi như sau là: bác sĩ ơi, nếu phát hiện polyp hay là khối u khi nội soi thì khả năng bị ung thư có cao không, và tại sao bác sĩ phải lấy mẫu sinh tiết làm gì khi mà phát hiện polyp khi soi? Đã, xin mời bác sĩ chụp cho chị ạ. Thì những cái polyp đại tràng thì không nhất thiết là polyp nào nó cũng gây ung thư. Thường những polyp tăng sản thì nó chỉ lớn lên thôi, còn những polyp dạng tuyến thì đa số nó gây ung thư, tỷ lệ ung thư rất là cao, khoảng 80-90% trở lên. Thì thường trong lúc nội soi mình thấy polyp thì mà dưới mắt thường mà nữa thì mình thấy cái nào mình cũng nên cắt, rồi mình đi làm xét nghiệm, thường cắt luôn chứ không có sinh thiết. Nếu polyp cho mình thấy trong khả năng cắt được thì cắt luôn, rồi mình gửi đi xét nghiệm, bác sĩ tế bào học người ta sẽ đọc. Nếu mà những cái polyp tuyến thì cái nguy cơ ung thư nó cao hơn, thì mình hẹn người ta soi hàng năm hoặc 3 năm, 5 năm tùy theo cái kích thước polyp. Còn những cái polyp tăng sản thì thời gian mình hẹn người ta soi lại trễ hơn, 5 năm, 10 năm, thường 5 năm. 5 năm soi, nếu bình thường thì có thể 10 năm sau soi lại nữa. Còn nếu mà những cái cục polyp nó lớn quá, cuốn nó rộng quá, mình không có khả năng mình cắt trong lúc mình soi á, thường người ta sinh thiết, mà thường mấy cái đó thì cái khả năng ung thư nó cao. Thì mình sinh thiết để mình xác định nó có ung thư hay không, rồi chụp CT rồi mình gửi cho các bác sĩ ngoại khoa người ta mổ. Còn thường polyp mà trong giới hạn cắt được rồi cắt. Như vậy là để có thể làm kỹ hơn về cái việc trong quá trình mà chúng ta chẩn đoán ra bệnh, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ chị. Trung xin chia sẻ thêm một cái ý nhỏ về cái vai trò của nội soi trong cái việc tầm soát ung thư với các bạn. Là bởi vì tại sao mà nội soi có thể phát hiện sớm được, là bởi vì thứ nhất là chúng ta có thể đưa cái dụng cụ vô được. Ví dụ như các bạn thấy cái gan, chúng ta không thể nào đưa cái dụng cụ vô trong cái gan được, chúng ta không thể đưa vô cái lách, cái thận hay một số cơ quan, chúng ta có thể đưa cái dụng cụ vô thôi, và chúng ta để rất là để sát cái mặt bề mặt. Tuy nhiên ngay cả khi chúng ta để sát với bề mặt của cái niêm mạc dạ dày hay đại tràng thì ngay cả với cái dùng ánh sáng bước sóng ngắn đi nữa thì chúng ta cũng đôi khi khó phân biệt được là nó tế bào nó thay đổi kiểu như thế nào. Cho nên cái vai trò của sinh thiết rất là quan trọng để mình đánh giá về mặt tế bào. Như bác sĩ Trị chia sẻ, chúng ta phải cần lấy cái mẫu đó đem đi coi phân loại về mặt tế bào, thì chính cái sự thay đổi tế bào mà chúng ta chưa thể thấy được bằng mắt thường có thay đổi, là chúng ta đã có một cái sự thay đổi phù hợp trong cái chuyện mà theo dõi tiếp theo. Thì đây cũng chính là cái vai trò của cái việc tầm soát ung thư có giá trị ở đường tiêu hóa bằng nội soi. Tiếp theo là một câu hỏi dành đến trong buổi live stream ngày hôm nay là: thưa bác sĩ, tôi đi cầu thì thường ra một chút máu tươi, đi khám ở quê thì được bác sĩ chẩn đoán là bị trĩ. Tôi muốn hỏi là bị trĩ thì có ảnh hưởng hay biến chứng gì về sau hay không, và hiện tại thì ở Victoria Healthcare thì có điều trị bệnh trĩ hay không ạ? Thưa bác sĩ, thường mình đi cầu ra máu tươi mà thì thường thì người ta do bệnh trĩ hoặc bệnh nứt hậu môn, hoặc là những cái polyp nó ở gần hậu môn nó lớn nó ra máu tươi. Thì thường thì những cái tổn thương như vậy, nếu mình trĩ mà lâu thì lâu mình đi cầu ra máu tươi 1-2 giọt thì chuyện bình thường. Còn nếu để mình khám xét kỹ thì mình có thể nội soi trực tràng, soi một đoạn ngắn để mình phân loại, có thể là bị trĩ hoặc là nứt hậu môn hoặc là những cái polyp.
thì cái nứt hormone với bệnh trĩ thì cũng không có sao, ít ảnh hưởng, trừ khi nó ra máu nhiều, nhiều quá thì mình phải mổ. Còn thì sợ những ngại nhất cái những polyp lớn ở gần hậu môn đó, thường nó xảy ra ở trẻ em nhiều. Trẻ em đi cầu ra máu thường có những cái polyp nó ở gần cái hậu môn, cho nó lớn quá nó chảy máu cái polyp đó. Còn ở Victoria thì điều trị nội kho là chính. Còn nếu mà trị nội độ 2 mà nó đi cầu ra máu nhiều, một tuần đi 2-3 lần, nhiều khả năng nó bị thiếu máu, mất máu, nó gây ra những cái biến chứng của các cái bệnh khác, thì lúc đó thường tôi giới thiệu bệnh nhân đi mổ. Xin được cảm ơn bác sĩ chị. Và tiếp theo là một câu hỏi đến từ bạn Trúc Anh ạ. Bác sĩ cho em hỏi là uống bột nghệ và mật ong hàng ngày thì có ngừa được ung thư dạ dày không ạ? Xin nhờ bác sĩ Trung ạ. Cái việc mà sử dụng nghệ trong những trường hợp bệnh nhân viêm dạ dày thì Trung nghe nói rất là nhiều. Tuy nhiên cho đến ngày nay đó thì cho đến hiện tại thì Trung cũng chưa đọc được, không biết anh chị có đọc được không, chứ Trung chưa đọc được những cái thông tin là nghệ có thể giúp được phòng ngừa được ung thư, hoặc những cái nghiên cứu lâm sàng mà có giá trị, có ý nghĩa thống kê. Thì còn vai trò nghệ đối với giảm viêm thì cái việc này theo như là cái nếu mà có vai trò giảm viêm thực sự, một số bệnh nhân họ cũng chia sẻ là họ dùng vô họ cảm thấy đỡ cái triệu chứng rất là nhiều, thì họ hỏi bác sĩ thường hỏi là có nên dùng tiếp tục hay không. Thì sẵn đây Trung cũng xin chia sẻ với các bạn cái việc mà các bạn có thể dùng thuốc tây hay là các bạn dùng bột nghệ mà mình uống vô mình cảm thấy bớt cái khó chịu của mình, thì chúng ta đang chỉ điều trị cái ngọn. Nếu mà đó là một tình trạng viêm dạ dày, cái quan trọng hơn các bạn cần phải biết được nguyên nhân gốc cốt lõi, lý do chính xác là vì sao, cái gốc rễ của mình là vì sao các bạn cái dạ dày nó bị viêm như vậy. Bởi vì cái việc điều trị thuốc tây, ngay cả đối với thuốc tây thì chúng ta cũng thường cũng chỉ điều trị trong một giai đoạn chứ không phải dùng liên tục suốt đời. Còn đối với bột nghệ hay là những cái nước nghệ là dạng viên thì thực sự Trung cũng không rõ là cái thời gian sử dụng bao lâu, tác dụng phụ như thế nào. Và các bạn cũng lưu ý là cái việc tương tác giữa cái dùng những cái tinh chất nghệ này với những cái thuốc khác ra sao thì hiện giờ cũng rất là nhiều điều chưa rõ. Từ khi chúng ta dùng thì chúng ta phải rất là cẩn thận cái liều lượng cũng như là cái tương tác với những cái thuốc khác và tác dụng phụ về lâu về dài. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trung. Không biết bác sĩ thì theo quan điểm của bác sĩ như thế nào? Thì bên Đông Y á, thì có mấy thầy bác sĩ, thầy bên Đông Y thôi, họ bây giờ họ vẫn chữa viêm dạ dày và làm bao tử là nghệ với mật ong. Thì quan niệm của họ thì nghệ là cái chất dễ tiêu, mật ong là chất sát trùng để mình điều trị. Và gần đây người ta nói cái nghệ nano thì nó có khả năng chống oxy hóa tế bào gì đó, nó phòng ngừa ung thư nhiều thứ chứ không phải về riêng như bao tử. Thì ở thị trường người ta cũng bán nhiều. Và nghệ nano đó, trên đọc những cái tài liệu của nghệ nano thì họ nói nó ức chế được sự phát triển của vi trùng H. pylori trong bao tử. Và những cái người mà họ uống nghệ nano vô họ đi thử HP thường nó không chính xác đó, thì có những cái ghi nhận như vậy. Chứ còn thường tôi chưa chữa bao tử bây giờ và dạ dày, viêm dạ dày bây giờ thì thường mình phải tìm ra nguyên nhân làm sao mình điều trị. Chứ còn mình điều trị mà cứ uống thuốc nó nhiều lúc nó không bớt đâu, nhiều lúc bị stress rồi nó cũng bị viêm dạ dày, mình uống thuốc hoài đâu hết đâu. Nhiều lúc mình đi chữa stress, có nhiều bệnh nhân về viêm tiêu hóa, điều trị tiêu hóa tôi điều trị hoài không bớt, tôi giới thiệu đi khám tâm lý hoặc là gì thì công việc của người ta thì người ta đỡ. Vậy thì cái quan trọng nhất đó là phải tìm ra được cái nguyên nhân gây ra bệnh, đúng không ạ? Chứ không có phải là cứ dựa theo những cái triệu chứng đó hết bệnh đâu. Phải điều trị từ cái gốc là sao mà chúng ta lại có những cái triệu chứng như vậy. Thời gian của chúng ta thì không còn nhiều nữa nên là Kim Anh sẽ ưu tiên cho một câu hỏi mà bạn này đã gửi về cho chương trình trước cái buổi live stream ngày hôm nay. Đây là một câu hỏi cũng khá là hay ạ. Từ một khách hàng của Victoria Healthcare. Chào bác sĩ, em năm nay 30 tuổi, cách đây 2 năm ba em qua đời do ung thư đại tràng. Sau tháng 1 năm thì anh trai em cũng phát hiện bị ung thư. Em đang rất lo lắng là không biết ung thư đại tràng có di truyền hay không. Và mới đây em đã nội soi đại tràng nhưng kết quả bình thường. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em là em có khả năng bị ung thư hay không ạ? Và có phương pháp nào kiểm tra và phòng ngừa nữa không ạ? Xin
bác sĩ. Tôi xin phép trả lời cái câu hỏi này. Đối với những trường hợp mà tiền sử gia đình bị nhiều người ung thư mắc giống cùng một loại ung thư với nhau, thì trong cái việc tầm soát ung thư á, chúng ta nên có cái nhìn hơi rộng ra một chút, bằng cái việc đánh giá bằng phối hợp nhiều phương pháp. Trong trường hợp của bạn thì tôi nghĩ nếu mà cái người bị ung thư ở đại tràng mà còn có một người nào đó còn sống, thì mình nên xem xét kiểm tra cái xét nghiệm gen, xem coi trong cái bộ gen của họ có những cái bất thường đột biến gen mà có liên quan đến ung thư đại tràng hay không. Nếu có thì những cái người khác trong gia đình thì cái yếu tố nguy cơ sẽ cao hơn. Còn nếu mà họ không có cái đột biến gen có thể gây ung thư, thì có thể những cái yếu tố môi trường khác nó gây ra phát bệnh ung thư trong trường hợp đó. Thì cái điều này nó sẽ có giá trị trong cái việc theo dõi sát hơn, hoặc là cái phương pháp và cái việc cần phải đánh giá thêm ở những cái người trong cái gia phả của cái theo cái gia phả của cái người bệnh nhân này. Thì trong trường hợp của bạn, nếu mà bạn đã được soi đại tràng và bác sĩ có phát hiện bất thường, đúng không ạ? Bác sĩ soi thì thấy là bình thường, thì trong trường hợp của bạn, bác sĩ sẽ khuyên bạn là phải nội soi, tái khám lại nội soi sẽ gần hơn là một cái người bình thường mà không có gia đình bị ung thư. Giống như bác sĩ Trị hồi nãy chia sẻ là nếu mà trong gia đình không có người bị ung thư thì đến năm khoảng 45-50 thì mình nội soi, và khoảng 10 năm mới cần phải soi lại. Còn trong trường hợp nếu mà có nhiều người gia đình bị ung thư, trong gia đình bị ung thư thì mình cần phải soi lại gần hơn, có nghĩa là 3 năm, 5 năm, còn tùy thuộc với cái triệu chứng của bạn, cái môi trường làm việc của bạn như thế nào, cái thói quen của bạn ra sao, cái cách ăn uống và vận động của bạn nó cũng có thể làm góp phần làm tăng cái tỷ lệ ung thư ở đường tiêu hóa hay không. Thì bác sĩ sẽ là khám trực tiếp cho bạn, sẽ là cái người cho bạn lời khuyên tốt nhất là bao lâu bạn nên được soi lại. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trung. Không biết bác sĩ chị có bổ sung thêm thông tin nào không ạ? Thì bác sĩ Trung nói đầy đủ. Thì nếu mà những cái gia đình mà có người bị ung thư á, thì người ta khuyến cáo lên cái tuổi tầm soát sớm hơn, có thể là 20-25 tuổi tầm soát rồi, còn nếu bình thường thì khoảng 40-45 tuổi. Đó là lưu ý dành cho những các bạn khán giả của chúng ta đang theo dõi, và chúng ta hãy biết cân nhắc để có thể nhắc những người thân trong gia đình mình sớm về cái việc tầm soát ung thư, bởi vì khi mà phát hiện càng sớm thì cái việc điều trị sẽ diễn ra càng dễ dàng hơn, đúng không ạ? Và cũng cảm ơn các bạn khán giả ngày hôm nay rất là nhiều, và một cái buổi trưa cuối tuần cũng đã đồng hành cùng với Kim Oanh, cùng với bác sĩ Trung và bác sĩ Trị để có thể trò chuyện về câu chuyện tầm soát ung thư đường tiêu hóa. Và các bạn ơi, với những bạn mà đã thực hiện cũng như là tham gia hai mini game 1 và mini game 2 thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi ở trên fanpage của Victoria Healthcare các bạn nhé, bởi vì kết quả công bố của mini game thì sẽ được công bố ngay sau cái buổi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì sẽ sớm có kết quả cho các bạn. Và tiếp theo đó là những cái câu hỏi mà các bạn đã dành thời gian ra để có thể gửi đến với bác sĩ. Nhưng mà Kim Oanh rất là xin lỗi, bởi vì không đủ thời gian để có thể truyền hết các câu hỏi của các bạn đến với hai bác sĩ ngày hôm nay. Thì các bạn cũng đừng có lo lắng, là bởi vì với những câu hỏi của các bạn thì các anh chị đến từ Victoria Healthcare cùng với các bác sĩ sau cái buổi live stream này cũng sẽ có thể trả lời riêng với từng bạn, với những cái câu hỏi mà các bạn đã gửi về. Và một lần nữa thì Kim Oanh xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Trung, cảm ơn bác sĩ Trị với rất nhiều các thông tin bổ ích ngày hôm nay đã gửi đến cho Kim Oanh, cho quý vị khán giả của Victoria Healthcare. Và chúc các bạn sẽ có một cái cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình và người thân của mình nhé. Xin chào.